Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 76. Cứ gọi cô là được sao? Diệp Quân cười nói, ta sẽ suy nghĩ. Bây giờ nền văn minh ở vũ trụ Quan Huyên chắc chắn vẫn không so được với nền văn minh xâm lâm, dù sao nền văn minh Quan Huyên mới phát triển chưa lâu. Mình dẫn dắt cả nền văn minh vũ trụ Quan Huyên đi đối đầu với nền văn minh xâm lâm ư. Thế chẳng phải là mất não sao? Nếu đối thủ không mạnh lắm, hắn chắc chắn phải giải quyết dựa vào thực lực của mình, nhưng nếu đối phương quá mạnh thì hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Diệp Quân bỗng nói, có thể nói một chút về nền văn minh thiên hành không? Đạo cổ thụ khẽ lắc đầu, ta cũng không biết nhiều về chúng, chỉ biết chúng chuyên phái người đi tìm các nền văn minh khác trong cả vũ trụ, chỉ cần phát hiện nền văn minh vũ trụ khác, chúng sẽ cướp đoạt ngay, sau đó phá hủy. Lúc này thần kỳ ở một bên bỗng nói, Diệp công tử, theo ta được biết có phải mẹ của ngài đang thiết lập trạm không gian vũ trụ, muốn liên hệ với nền văn minh vũ trụ ở bên ngoài không? Diệp Quân đang định lên tiếng, đạo cổ thụ bèn nói, hành động này là đang tự giết mình đấy. Diệp Quân nhìn đạo cổ thụ trầm giọng nói, lúc đầu vì bọn ta muốn thăm dò các nền văn minh vũ trụ khác nên đã sử dụng vài khả năng đặc biệt để thăm dò nền văn minh, cũng chính vì nguyên nhân này mà bọn ta bị nền văn minh thiên hành phát hiện, cuối cùng bị chúng hủy diệt. Nói đến đây, cô ấy nhìn Diệp Quân, hai nền văn minh vũ trụ gặp nhau 99% là cuộc chiến nền văn minh, trừ khi hai nền văn minh ngang tài ngang sức, nếu không chỉ cần một bên mạnh, một bên yếu thì bên yếu hơn chắc chắn sẽ bị cướp đoạt. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, ta đang nghĩ có phải ta đánh giá thấp mẹ mình rồi không? Sao ta cứ có cảm giác ý đồ của mẹ mình không chỉ đơn giản là muốn thiết lập trật tự? Tiểu tháp nói, ta cũng nghĩ thế. Diệp Quân im lặng. Xem ra sau này phải nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Đạo cổ thụ lại nói, đối với nền văn minh vũ trụ yếu, cách an toàn nhất chính là vĩnh viễn không tiếp xúc nền văn minh vũ trụ bên ngoài. Tất nhiên, có một số nền văn minh vũ trụ nghĩ mình rất mạnh, thế nên muốn ra ngoài khoe mẽ nhưng nền văn minh vũ trụ như vậy hầu hết đều có kết cục rất tồi tệ. Nền văn minh quy nhân bọn ta cũng từng như vậy, lúc đầu bọn ta đánh với nền văn minh thiên hành, bọn ta đã bị đánh đến mức ngu người. Diệp Quân nhìn đạo cổ thụ, là thế nào? Đạo cổ thụ khẽ lắc đầu, không muốn nói. Diệp Quân! Lúc này đạo cổ thụ bỗng nhìn Tiểu Bạch, người có bán linh tổ này không? Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó móng vuốt vung vẫy. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, cô ra giá đi. Đạo cổ thụ nói, chắc chắn có thể khiến ngươi hài lòng. Diệp Quân cười nói, vậy sao? Dứt lời, hắn lấy kiếm Thanh Huyền đưa cho đạo cổ thụ. Cô giúp ta xem thử, nếu là ở nền văn minh xâm lâm thì nó thuộc cấp bậc nào? Khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên mà Diệp Quân đưa, vẻ mặt đạo cổ thụ trở nên nghiêm trọng, đây. Thần kỳ ở một bên cũng nhận ra sự bất phàm của kiếm Thanh Huyên, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, đạo cổ thụ bỗng nói, ta đã đánh giá thấp ngươi và nền văn minh Quan Huyên rồi. Dứt lời, cô ấy nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Dĩ nhiên cô ấy biết người đàn ông này cho mình xem kiếm là có ý gì, người ta chỉ muốn nói cho cô ấy biết người ta có như vậy một thần vật như vậy, trừ khi cô ấy có thể có được thần vật mạnh hơn thanh kiếm này, nếu không sao người ta có thể có hứng thú. Không có linh tổ giúp đỡ, cô ấy muốn khôi phục hoàn toàn cũng rất khó. Diệp Quân bỗng nói, đạo cổ cô nương, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Đạo cổ thụ nhìn Diệp Quân, hợp tác ư. Diệp Quân gật đầu. Vì chúng ta có cùng một kẻ địch. Đạo cổ thụ nói, hợp tác thế nào? Diệp Quân cười nói, ta chỉ thương giúp cô, đến lúc đó chúng ta cùng đối đầu với nền văn minh xâm lâm, không chỉ thế hai bên vẫn có thể giao lưu văn minh. Giao lưu văn minh. Đạo cổ thụ vốn dĩ muốn từ chối vì chỉ có hai nền văn minh đều thân thiện, hơn nữa có thực lực như nhau mới có thể trao đổi văn minh, chia sẻ võ đạo và công nghệ của nhau, nhưng nền văn minh Quan Huyên. Nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ đến nhát kiếm trước đó, nếu người đó đến từ nền văn minh Quan Huyên thì nền văn minh Quan Huyên này cao hơn nền văn minh Quy Nhân. Nghĩ đến đây, đạo cổ thụ khẽ gật đầu, được. Diệp Quân nói, có thể nói một chút về nền văn minh xâm lâm không? Giờ ta vẫn hơi không hiểu lắm về nền văn minh này. Đạo cổ thụ nói, võ đạo và kỹ thuật của họ đều là học được từ ta, có thể nói họ miễn cưỡng được coi là nền văn minh cấp 3.
mà thực lực tổ tiên trong nền văn minh của họ có lẽ là cường giả 10 phần thần tính, còn bây giờ họ đã thăng cấp hay chưa thì ta không biết. Diệp Quân cảm thấy hơi tò mò, đạo cổ cô nương, thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh quy nhân có cường giả trên 10 phần thần tính không? Đạo cổ thụ lắc đầu, không có, nhưng bọn ta có 9 cường giả đỉnh cấp 10 phần thần tính. 9 cường giả đỉnh cấp 10 phần thần tính. Nghe thế Diệp Quân và Thần Kỳ nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải nói là khá đáng sợ. Đạo cổ thụ lại nói, ngoài ra, bọn ta vẫn còn rất nhiều thần vật, uy lực của vài thần vật tương đương với cường giả 10 phần thần tính. Thần Kỳ nói, nền văn minh thiên hành có cường giả trên 10 phần thần tính không? Đạo cổ thụ lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân sửng sốt, không biết ư. Chẳng phải các cô đã từng đánh nhau với họ sao? Đạo cổ thụ im lặng một lát, sau đó nói, không hề có trận chiến nào cả, chỉ là đơn phương chèn ép, hơn nữa từ đầu đến cuối họ không hề lộ mặt. Diệp Quân ngạc nhiên, không lộ mặt hả? Đạo cổ thụ gật đầu, ừ. Diệp Quân trầm giọng nói, vậy các cô bị đánh bại thế nào? Đạo cổ thụ trầm giọng nói, một đốm lửa. Diệp Quân híp mắt lại, một đốm lửa. Đạo cổ thụ gật đầu, hình như nhớ lại chuyện quá khứ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, bọn ta gọi nó là lửa thiên hành, khi ngọn lửa đó đến nền văn minh vũ trụ của bọn ta, nền văn minh quy nhân của bọn ta cũng sẽ bị hủy diệt cùng với nó. Ngay lúc đó, các cường giả đỉnh cấp của bọn ta cũng chẳng có sức chống trả khi đứng đối diện ngọn lửa đó, đều bị tiêu diệt. Diệp Quân lặng thinh một lúc, sau đó nói, vũ trụ nguy hiểm thật. Đạo cổ thụ khẽ gật đầu, vào thời khắc cuối cùng, bọn ta mới hiểu nền văn minh quy nhân nhỏ bé như thế nào, nhưng đã muộn rồi. Nói đến đây cô ấy nhìn Diệp Quân, nếu các ngươi đang thám hiểm ở bên ngoài vũ trụ, ta đề nghị các ngươi không nên làm thế vì nếu gặp phải nền văn minh khác mạnh hơn thì đó sẽ là tai họa với các ngươi. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi, đến lúc đó ta sẽ bàn lại chuyện này với mẹ ta, để bà ấy sau này cố gắng dẫn theo cha ta khi đi thám hiểm các nền văn minh. Đạo cổ thụ nói, cha ngươi mạnh lắm à? Diệp Quân cười nói, mạnh hơn ta một chút. Đạo cổ thụ lắc đầu, thế thì toang rồi. Diệp Quân, Thần Kỳ ở một bên cười nói, thật ra Diệp công tử cũng không yếu mà. Đạo cổ thụ nhìn Diệp Quân, còn phải xem đấu với ai, ở đây thì dĩ nhiên hắn không hề yếu, nhưng nếu so với nền văn minh xâm lâm và các nền văn minh khác, ngươi nói xem hắn có yếu hay không. Dù sao theo ta thấy thì hắn yếu lắm. Thần Kỳ cười nói, đạo cổ cô nương, người nói chuyện đều thẳng thắn vậy sao? Đạo cổ thụ bình tĩnh nói, ừ. Thần Kỳ lắc đầu khẽ cười, ngốc. Đạo cổ thụ nhíu mày, trực giác cho cô ấy biết hình như đây không có ý khen người khác. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, đạo cổ cô nương, trước tiên nói đến nền văn minh cấp 4, cấp 3 gì đó đi, nền văn minh vũ trụ này có phân cấp bậc không? Đạo cổ thụ gật đầu, tất nhiên là có. Hiện giờ nền văn minh vũ trụ cao nhất mà ta biết là nền văn minh thiên hành, cấp 5. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó cười nói, đạo cổ cô nương, cô vào trong tháp trị thương trước đi, nơi đó tốt hơn. Đạo cổ thụ đang định nói gì đó, Diệp Quân lập tức dẫn cô ấy vào trong tiểu tháp. Sau khi vào trong đó, đạo cổ thụ sửng sốt nơi này. Diệp Quân khẽ cười, cũng không giải thích, cô trị thương ở đây trước đi. Dứt lời. Hắn rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài tiểu tháp, Thần Kỳ lắc đầu, đạo cổ cô nương này hơi có ý thù địch với người ngoài. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng thôi, dù sao cũng từng bị phản bội. Thần Kỳ nói, ngài muốn hợp tác với cô ấy thật à? Diệp Quân khẽ gật đầu, ta không có xung đột lợi ích với cô ấy, ngược lại bọn ta còn có kẻ thù chung. Hơn nữa ta cũng rất có hứng thú với một vài thứ ở nền văn minh quy nhân. Bây giờ nền văn minh quan huyên đang phát triển, dĩ nhiên phát triển thì không thể bế quan, có thể học hỏi các nền văn minh khác. Lúc này Diệp Quân nhìn Thần Kỳ, cười nói, Thần Kỳ cô nương, cô thì sao? Thần Kỳ chớp mắt, ta gì cơ? Diệp Quân cười nói, nếu Thần Kỳ cô nương không muốn nói thẳng cũng không sao, vì ta tin chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù, đúng chứ? Thần Kỳ gật đầu, sẽ không trở thành kẻ thù. Diệp Quân gật đầu, vậy thì tốt. Dù sao cô gái trước mặt này là con gái của thần nhất, hắn không muốn trở thành kẻ thù với đối phương vì con người thần nhất quả thật khá tốt. Thần Kỳ bỗng xòe bàn tay ra, trong tay cô ấy xuất hiện một quyển trục,
Cô ấy nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, quyển trục này được giấu trong ghi chép của cha ta, trong đó có ghi chi tiết các phương pháp tu luyện, bao gồm cả 10 phần thần tính, nếu Diệp công tử muốn tu luyện cảnh giới thì vật này hẳn có ích cho ngài. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Hắn không từ chối, nhận lấy quyển trục. Thần kỳ khẽ lắc đầu, vốn dĩ nên là của ngài. Diệp Quân đang định lên tiếng, ngay lúc này thời không trước mặt hắn bỗng rung lên. Thần kỳ hỏi, sao thế? Diệp Quân nói, đi. Dứt lời, hắn dẫn thần kỳ biến mất tại đó, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đến khu vực trận pháp dịch chuyển đó, lúc này trận pháp dịch chuyển đã được khởi động. Tiểu ái xuất hiện bên cạnh Diệp Quân nói, đối phương khởi động à? Tiểu ái khẽ gật đầu, có người đã đến. Thần kỳ trầm giọng nói, chắc là đến bắt ngài và ông nội của ngài. Diệp Quân, bắt hắn và ông nội ư? Diệp Quân lắc đầu bật cười, ta rất mong chờ đấy. Thần kỳ nhìn Diệp Quân, ngạc nhiên hỏi, mong chờ hả? Diệp Quân gật đầu, ta nghe Tháp gia nói tính tình của ông nội ta không được tốt lắm, nhưng bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Thần kỳ đang định nói thì ma trận bỗng chấn động, ngay sau đó, một bóng hình chậm rãi bước ra, từng sức ép đáng sợ từ bốn phía tràn ra như thủy triều. Cường giả chín phần thần tính. Người tới là một người đàn ông trung niên, ông ta cầm một cây thương dài, trên người tỏa ra ý chí thương đạo mạnh mẽ. Sau khi bước ra, người đàn ông trung niên chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức trên người càng lúc càng mạnh hơn, trời đất xung quanh dần trở nên hư ảo. Một lúc sau, người đàn ông trung niên nói, cuối cùng cũng trở lại rồi. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Quân, ngươi là Diệp Quân à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông trung niên cười nói, nghe nói bây giờ ngươi là vua vũ trụ này. Diệp Quân hỏi ngược lại, ông trở lại một mình thôi sao? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, cười nói, không đủ à? Diệp Quân cười nói, một vị cường giả cảnh giới chín phần thần tính các ngươi phái đến trước đó đã chết rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, ta biết là do ông nội ngươi giết. Nói xong ông ta liếc nhìn xung quanh, nói, ông nội ngươi đâu? Gọi ông ta ra đây nói chuyện cùng ta. Diệp Quân nghiêm túc nói, ông nội ta không có hứng thú nói chuyện với ông. Người đàn ông trung niên nói, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. Diệp Quân nói, hay là chúng ta đấu thử vài chiêu nhé. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ngươi xứng sao? Diệp Quân không nói gì nữa, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn muốn đấu một trận với cường giả chín phần thần tính. Hắn biết có khoảng cách, nhưng hắn vẫn muốn xem khoảng cách này lớn đến mức nào. Lúc Diệp Quân biến mất tại chỗ, người đàn ông trung niên đâm cây thương về phía trước, một tia sáng lạnh lẽo phát ra. Rầm! Một đạo thương mang nổ ra, Diệp Quân lập tức bị đánh bay về chỗ cũ. Người đàn ông trung niên cười khẩy, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng vào lúc này, một tia kiếm ý phóng tới trước mặt ông ta mà không hề báo trước. Diên trì nhất kiếm. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, hơi bất ngờ, bởi vì thanh kiếm này xuất hiện hơi kỳ lạ, ngay cả ông ta cũng không có dự cảm, cũng may là ông ta phản ứng nhanh, kiếm vừa xuất hiện, cây thương trong tay ông ta đã chắn ngang trước mặt. Kiếm ý của Diệp Quân bị chặn lại, nhưng ngay sau đó, vô số kiếm ý từ thời không xung quanh người đàn ông trung niên phóng ra. Người đàn ông trung niên hơi nheo mắt, vung cây thương trong tay, thương mang phóng ra như bão. Bùm! Tất cả kiếm ý xung quanh bị ngăn chặn. Lúc này, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy người đàn ông trung niên. Kiếm vực! Khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, hàng ngàn đạo kiếm quang nhấn chìm người đàn ông trung niên. Nhưng ngay sau đó, một đạo thương mang đáng sợ phóng ra từ trong mảnh kiếm quang, đánh bay Diệp Quân ra xa ngàn trượng. Kiếm vực của Diệp Quân cũng lập tức bị phá vỡ. Sau khi dừng lại, Diệp Quân xòe bàn tay. Vô số kiếm ý từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, sau đó biến mất trong tăm tích. Phía xa, người đàn ông trung niên nhíu mày, đây là kiếm kỹ gì? Ông ta hơi kiêng sợ trước kiếm kỹ thần bí khó lường của Diệp Quân, nếu thực lực mạnh hơn chút thì ngay cả ông ta cũng không dám coi thường. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn cũng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Khi đối mặt với cảnh giới chín phần thần tính, sức mạnh của hắn vẫn quá yếu. Không đủ để uy hiếp đối phương. Cốt lõi là sức mạnh.
Nghĩ đến đây, Diệp Quân kích hoạt sức mạnh huyết mạch trong cơ thể. Huyết mạch phàm nhân và huyết mạch phong ma. Lúc cùng kích hoạt hai loại huyết mạch, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ trong cơ thể Diệp Quân. Bên kia, lúc nhìn thấy khí tức của hai loại huyết mạch, Thần Kỳ nhíu mày, hai loại huyết mạch. Phía xa, người đàn ông trung niên cũng kinh ngạc, hắn có hai loại huyết mạch. Ông ta còn chưa dứt lời, Diệp Quân đã biến mất tại chỗ. Người đàn ông trung niên cười nhạt, đâm thương ra. Đối đầu trực diện. Đối mặt với Diệp Quân, ông ta không hề sợ hãi, dù sao cảnh giới của thanh niên trước mặt cũng thấp hơn ông ta rất nhiều. Hai người lại va chạm mạnh mẽ, trong chốc lát, vô số kiếm quang và thương mang tỏa ra xung quanh, cả hai cùng lùi về phía sau. Khi người đàn ông trung niên dừng lại, sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, ông ta không ngờ mình lại bị đối phương đẩy lùi, ông ta giận dữ gầm lên, nhảy về phía trước, hóa thành một đạo thương mang lao thẳng về phía Diệp Quân. Xa xa, Diệp Quân không lùi mà tiến lên, lao về phía người đàn ông trung niên. Khi thực lực đủ mạnh, hắn không sợ người đàn ông trung niên này nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên kia, Tiểu Ái lấy ra một quả cầu thủy tinh, bắt đầu ghi lại trận chiến giữa hai người. Thấy vậy, Thần Kỳ tò mò hỏi, cô nương, cô làm gì vậy? Tiểu Ái cười nói, ghi lại trận đấu của tiểu chủ, sau này chúng ta có thể phân tích, tìm ra khuyết điểm của cậu ấy để cậu ấy có thể cải thiện. Thần Kỳ im lặng một lúc rồi giơ ngón tay cái lên, giỏi thật. Tiểu Ái nhìn Thần Kỳ cô nương có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao 9 phần thần tính, bước nửa chân vào cảnh giới 10 phần thần tính, cũng rất tài giỏi. Thần Kỳ nheo mắt, sao cô biết? Tiểu Ái cười nói, ta không chỉ biết Thần Kỳ cô nương đạt 9 phần thần tính, mà còn biết cô đã từng tiếp xúc với một nền văn minh thần bí. Ta vẫn đang điều tra nền văn minh này, chắc sẽ có tin tức sớm thôi. Thần Kỳ nhìn Tiểu Ái, không nói gì. Tiểu Ái chớp mắt, chắc cô không giết ta diệt khẩu đâu nhỉ. Bởi vì Thần Kỳ cô nương là một người rất thông minh. Thần Kỳ cười nói, ta chỉ hơi bất ngờ thôi. Tiểu Ái bình tĩnh nói, chỉ cần Thần Kỳ cô nương không có ý thù địch gì với tiểu chủ thì sẽ không phải kẻ thù của bọn ta. Thần Kỳ cười nói, nếu ta là kẻ thù của hắn thì sao? Tiểu Ái bình tĩnh nói, từ đầu đến giờ, kẻ thù của tiểu chủ đều chết hết rồi. Thần Kỳ nhíu mày. Tiểu Ái nhìn Diệp Quân đang chiến đấu phía xa, cười nói, thật ra tiểu chủ cũng rất tốt. Thần Kỳ cười nói, đúng là rất ổn. Cô ấy nhìn Diệp Quân, phải nói rằng cô ấy cũng rất bất ngờ, bởi vì không ngờ Diệp Quân lại có thể đấu với người đàn ông trung niên kia lâu đến vậy. Hơn nữa, Diệp Quân càng đánh càng mạnh. Ngoài ra, ý chí chiến đấu của Diệp Quân cũng khiến cô ấy kinh ngạc. Khi hai người có sức mạnh tương đương nhau, thì ý chí chiến đấu là quan trọng nhất. Ý chí chiến đấu của Diệp Quân vô cùng đáng sợ. Thần Kỳ nhẹ nhàng nói, cường giả dưới 9 phần thần tính chắc không phải là đối thủ của Diệp công tử. Cô ấy nói tiếp, cảnh giới 9 phần thần tính yếu chắc cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện phía sau Thần Kỳ, hư ảnh cung kính nói, chủ tử, vừa nhận được tin tức, người của nền văn minh xâm lâm đang trên đường tới. Thần Kỳ nheo mắt nói, tất cả mọi người sao? Hư ảnh gật đầu, toàn bộ. Thần Kỳ nhẹ nhàng đáp, bọn họ thật sự muốn khởi tộc lần nữa rồi. Hư ảnh khẽ gật đầu, trước đó bọn họ vẫn còn do dự, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại lựa chọn toàn bộ trở về, hơn nữa còn hơi vội vàng. Vội vàng. Thần Kỳ nhíu mày, điều tra ra nguyên nhân chưa? Hư ảnh lắc đầu, vẫn chưa. Trong nền văn minh xâm lâm có một vị cao thủ đỉnh cao, người của chúng ta không dám đến gần. Thần Kỳ không nói gì. Hư ảnh ngập ngừng nhắc nhở, chủ tử, đến lúc phải chọn phe rồi. Nếu chọn văn minh xâm lâm thì chúng ta phải. Nói đến đây, gã nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái mỉm cười, các ngươi nói tiếp đi. Thần Kỳ nhìn Diệp Quân và người đàn ông trung niên, không nói gì. Đến lúc chọn phe rồi. Nền văn minh xâm lâm sắp trở lại, nếu bây giờ không chọn phe thì sau này sẽ không nhận được lợi ích nào cả. Chọn phe Diệp Quân, hay là văn minh xâm lâm? Thấy Thần Kỳ vẫn đang do dự, hư ảnh kia nói, chủ tử, chúng ta cần lợi dụng bánh xe thời gian của văn minh xâm lâm. Bánh xe thời gian. Thần Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc dù Tiểu Ái đã nghe thấy những gì họ nói,
nhưng Tiểu Ái không quan tâm đến hai người họ, mà tiếp tục ghi lại trận chiến của Diệp Quân ở phía xa. Lúc này, người đàn ông trung niên đã hiến tế tượng thần của mình, khi tượng thần xuất hiện, Diệp Quân bắt đầu bị áp chế. Người đàn ông trung niên cũng không thể làm gì Diệp Quân. Sau lưng thần kỳ, hư ảnh nói, chủ tử, theo tin tức của chúng ta, Văn Minh Xâm Lâm có 9 vị cường giả 9 phần thần tính, còn có 2 vị cường giả 10 phần thần tính, nên Văn Minh Vũ Trụ Quan Huyên lấy gì để chống lại họ đây? Nói đến đây, gã nhìn Diệp Quân, nói tiếp, ta thừa nhận Diệp công tử rất mạnh, rất tài năng, nhưng trước mặt Văn Minh cấp 3, một thiên tài cũng chẳng khác gì con kiến. Thần kỳ vẫn không nói gì. Hư ảnh nói tiếp, chủ tử, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Nếu bây giờ không chọn nền Văn Minh Xâm Lâm, giúp bọn họ tạo phe, một khi bọn họ trở lại đây, có thể sẽ không nhận ước định ban đầu của chúng ta nữa. Vì vậy, ta đề nghị bây giờ ra tay giết Diệp Quân, dùng đầu của hắn để thể hiện thành ý của chúng ta với nền Văn Minh Xâm Lâm. Thần kỳ vẫn im lặng. Thấy vậy, hư ảnh hơi sốt ruột, chủ tử, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hơn nữa người chỉ có thể dựa vào bánh xe thời gian mới có thể đạt tới 10 phần thần tính, đây là cơ hội tốt nhất của người, nếu bỏ lỡ cơ hội này, người sẽ phải hối tiếc. Lúc này, thần kỳ đột nhiên mở mắt, cô ấy nhìn Diệp Quân phía xa, tay phải siết chặt lại. Xé nát mọi thứ. Thấy vậy hư ảnh vô cùng vui mừng, nhưng lúc này, thần kỳ buông lỏng tay phải ra, cười nói, phải nói rằng, vừa nãy ta hơi bối rối. Tiểu Ái nhìn thần kỳ, xem ra cô nương đã có quyết định rồi. Thần kỳ khẽ gật đầu, ta vẫn hy vọng có thể làm bạn với Diệp công tử. Tại sao? Hư ảnh sau lưng thần kỳ tỏ vẻ khó tin, chủ tử, sao người lại chọn như vậy? Người! Thần kỳ cười nói, có lẽ là vì Diệp công tử rất tốt, cũng có thể là vì bọn ta đều đến từ hệ Ngân Hà, ha ha. Hư ảnh định nói nhưng thần kỳ đã liếc xéo. Hư ảnh không dám nói nữa. Thần kỳ nhìn Diệp Quân vẫn đang chiến đấu phía xa, cười nói, cô nương, cô có nghĩ rằng ta sẽ hối hận vì sự lựa chọn của mình hay không? Tiểu Ái bình tĩnh nói, cô nương có thể nói cho ta biết vì sao lại chọn vậy không? Thần kỳ cười nói, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Diệp công tử thật sự là người tốt. Thứ hai, ta thấy cô phía sau hắn rất mạnh. Tiểu Ái gật đầu, nhưng cô nương không biết cô của chủ tử mạnh đến mức độ sao. Vì vậy hơi lo lắng, đúng không? Thần kỳ gật đầu, đúng vậy. Tiểu Ái nói, ta cũng không thể nói cho cô nương biết cô của chủ tử mạnh đến mức nào. Thần kỳ nhíu mày. Tiểu Ái nói tiếp, nhưng ta có thể nói cho cô nương biết, nếu cô của chủ tử ra tay, thì có thể hủy diệt nền Văn Minh Xâm Lâm bằng một nhát kiếm. Thần kỳ sững sờ. Hư ảnh phía sau thần kỳ tức giận nói, người đang chém gió à? Ngươi! Tiểu Ái lấy ra một món thần vật, bóp cò về phía hư ảnh. Bùm! Một tia lửa đánh bay hư ảnh ra xa ngàn trượng. Ngươi! Sau khi dừng lại, hư ảnh hơi kinh ngạc, đó là thứ gì vậy? Tiểu Ái liếc nhìn hư ảnh, khi chủ nhân của ta đang nói chuyện, ta không bao giờ cắt ngang. Hư ảnh! Thần kỳ nhìn hư ảnh, cười nói, ta không quản nổi gã. Hư ảnh thay đổi sắc mặt. Quỳ xuống run rẩy nói, chủ tử, ta. Thần kỳ bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, đừng nói khi chưa có sự cho phép của ta, nếu không, ta sẽ đập nát miệng ngươi. Hư ảnh vội vàng gật đầu. Thần kỳ nhìn Tiểu Ái, cười nói, gã đi theo ta lâu rồi, cũng không nỡ giết. Tiểu Ái lại lắc đầu, không liên quan đến ta. Thần kỳ nhìn Diệp Quân phía xa. Nói cô nương nói cô của ngài ấy có thể hủy diệt nền Văn Minh Xâm Lâm bằng một nhát kiếm, cô nương biết về nền Văn Minh Xâm Lâm không? Tiểu Ái bình tĩnh nói, ta biết cô nương muốn biết cô của chủ tử mạnh đến mức nào. Như ta vừa nói, ta không thể nói cho cô, vì ta và chủ nhân cũng không biết bà ấy mạnh đến mức nào. Bọn ta từng tìm hiểu về bà ấy, định tìm một tiêu chuẩn để đo lường, nhưng sau đó bọn ta phát hiện không thể làm vậy. Ví dụ khi bọn ta cho rằng bà ấy đạt đến 10 thì một ngày nào đó bọn ta lại thấy bà ấy đã đạt đến 100, lúc bọn ta cho rằng bà ấy đạt đến 1000 thì bà ấy đã đạt đến 1 vạn. Nói tới đây, cô ấy lắc đầu, có lẽ chỉ bà ấy mới biết mình mạnh đến mức nào, không đúng, có thể chính bà ấy cũng không biết. Thần kỳ nghi hoặc nói, dù mạnh đến đâu thì cũng có thể đo lường cảnh giới, bà ấy.
Tiểu ái lắc đầu, bà ấy không tu cảnh giới. Thần kỳ sững sờ. Hư ảnh lạnh lùng nhìn tiểu ái, chết tiệt, ai mà chả biết chém gió. Lúc này, phía xa truyền tới tiếng nổ lớn, mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Diệp Quân lùi về phía sau vàng ngàn trượng. Sau khi dừng lại, một vết máu tràn ra từ khóe miệng Diệp Quân. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, sau lưng người đàn ông trung niên có một bức tượng thần khổng lồ, bức tượng thần sừng sững như ma thần, xung quanh không thể chịu đựng nổi sức mạnh của nó, dần trở nên hư ảo. Sau khi người đàn ông trung niên triệu hồi tượng thần, ông ta bắt đầu không chống đỡ nổi. Bởi vì sức mạnh phát ra từ tượng thần quá mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi, bởi vì ông ta không ngờ thiếu niên trước mặt lại có thể đánh cùng ông ta lâu như vậy. Phải biết rằng cảnh giới của ông ta đã vượt xa thiếu niên trước mặt. Hơn nữa, ông ta phát hiện cho dù dùng hết sức cũng không thể giết được Diệp Quân, chỉ có thể tạm thời áp chế. Thời đại này còn có người yêu nghiệt như vậy sao? Người đàn ông trung niên tràn ngập sát khí, mặc dù Diệp Quân chẳng là gì trước mặt nền văn minh xâm lâm, nhưng cũng không thể coi thường, bởi vì loại người này vô cùng đáng sợ, tương lai có khả năng đe dọa đến nền văn minh xâm lâm. Ý định giết người dấy lên, khí tức của tượng thần phía sau người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên cuồng bạo. Lúc này, Diệp Quân cũng cảm nhận được sát khí của đối phương, hắn cười nói, lại lần nữa. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang đỏ rực, biến mất tại chỗ. Vụt! Một đạo kiếm quang đỏ rực phóng đi. Xé nát mọi thứ. Xa xa, trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ hung ác, ông ta không lùi mà tiến lên một bước, sau đó tung một quyền về phía Diệp Quân. Một quyền này vừa phóng ra, đạo kiếm quang lập tức bị chặn lại, nhưng ngay sau đó, thời không xung quanh người đàn ông trung niên tách lìa, hàng trăm tia kiếm ý phóng tới. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ hung ác, ông ta gần lên giận dữ, giậm mạnh chân phải, một luồng thương ý đáng sợ phóng ra, sau đó chặn tất cả kiếm ý lại. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên đầu người đàn ông trung niên chém xuống. Người đàn ông trung niên lại gầm lớn, bức tượng thần phía sau tung cú đấm. Bùm! Diệp Quân bị cú đấm này đánh bay tràn trượng. Sau khi Diệp Quân dừng lại, tượng thần phía sau người đàn ông trung niên đột nhiên cúi người, lại tung cú đấm về phía Diệp Quân, với cú đấm này, trời đất trở nên sôi sục. Lúc này, người đàn ông trung niên đã thật sự nổi giận. Ông ta vô cùng xấu hổ khi đấu với một tên cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều. Ông ta không thể chịu đựng nổi. Xa xa, đối mặt với một quyền đáng sợ, Diệp Quân nhắm mắt lại, sức mạnh huyết mạch điên cuồng dâng trào. Đồng thời kiếm ý không ngừng bắn ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Quân đột nhiên mở mắt, sau đó đâm kiếm ra. Thời không kiếm vực. Trong kiếm vực, vô số loại kiếm ý và vô số loại thời không đặc biệt nổ tung. Bùm! Trong nháy mắt, thời không xung quanh Diệp Quân nổ tung, từng luồng sức mạnh đáng sợ không ngừng tỏa ra xung quanh. Tượng thần phía sau người đàn ông trung niên cũng lùi về phía sau. Bên kia, thần kỳ nhìn Diệp Quân đang lùi về phía sau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ta đã đánh giá thấp ngài ấy rồi. Phải nói rằng, Diệp Quân khiến cô ấy rất bất ngờ, bởi vì cô ấy không ngờ Diệp Quân lại có thể đấu với cường giả nền văn minh xâm lâm lâu như vậy. Khoảng cách cảnh giới của bọn họ rất xa, nhưng sức chiến đấu lại không hề thua kém. Thật kỳ lạ, nếu Diệp Quân cũng tiến vào cảnh giới thần đạo. Nghĩ tới đây, vẻ mặt thần kỳ dần trở nên nghiêm túc. Bùm! Đúng lúc này, thời không phía xa lại nổ tung, Diệp Quân và người đàn ông trung niên cùng lùi về phía sau. Khi hai bên cùng lùi về phía sau, vô số kiếm ý tử phóng tới xung quanh người đàn ông trung niên như bóng ma, vô cùng dày đặc. Người đàn ông trung niên vung cây thương, từng đạo thương mang phóng ra ngăn chặn kiếm ý. Bên kia, thần kỳ nhìn người đàn ông trung niên, lắc đầu, người này đánh thật nóng vội. Cô ấy lại liếc nhìn Diệp Quân. Lúc này cô ấy phát hiện Diệp Quân càng đánh càng ổn định, mặc dù vẫn bị người đàn ông trung niên áp chế, nhưng đã có thể chống đỡ, hơn nữa càng đánh càng vững. Dường như phát hiện ra điều gì đó, thần kỳ nhẹ giọng nói, đây hình như là ý thức võ thần. Võ thần! Thần kỳ nhìn tiểu ái cười nói, đúng vậy, tiểu chủ nhà ta không chỉ tu đạo mà còn tu võ. Chẳng trách!
Thần Kỳ nhẹ nhàng nói, chẳng trách đánh giỏi như vậy, thì ra là kiếm võ song tu. Tiểu Ái nhẹ nhàng nói, thật ra đánh đến bây giờ, chỉ cần tiểu chủ muốn thì hoàn toàn có thể giết đối phương. Thần Kỳ trầm giọng nói, bằng thanh kiếm kia ư. Tiểu Ái gật đầu, nếu Diệp Quân dùng kiếm Thanh Huyên thì bây giờ đã có thể giết người đàn ông trung niên này, nhưng hiện giờ, Diệp Quân vẫn chưa có ý định dùng kiếm Thanh Huyên. Thần Kỳ tò mò hỏi, tiểu Ái cô nương, theo ta được biết, các cô đang khám phá các nền văn minh khác trong vũ trụ, các cô không sợ gây rắc rối sao? Tiểu Ái nhìn Thần Kỳ, nói cô nương muốn biết điều gì từ ta? Thần Kỳ cười nói, ta chỉ tò mò thôi. Tiểu Ái đang định nói thì ma trận trên đỉnh đầu bọn họ bỗng rung chuyển. Thấy vậy, Thần Kỳ khẽ nhíu mày. Sau lưng cô ấy, hư ảnh không khỏi nhắc nhở, chủ tử, bọn họ tới rồi. Nền văn minh xâm lâm. Thần Kỳ ngẩng đầu nhìn ma trận với ánh mắt nghi ngờ. Nền văn minh xâm lâm sắp trở lại rồi sao? Cô ấy thật sự không hiểu điều này. Tiểu Ái nhìn ma trận, sau đó nhìn Diệp Quân phía xa, tiểu chủ, chúng ta phải đi rồi. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn ma trận, hắn biết người của nền văn minh xâm lâm sắp tới rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Quân khẽ gật đầu, chúng ta đi. Nghe Diệp Quân nói vậy, người đàn ông trung niên nhếch môi cười, muốn đi sao? Ngươi đã hỏi ta chưa? Vừa nói ông ta vừa tung một quyền về phía Diệp Quân. Lúc này, kiếm ý trong tay Diệp Quân đã đổi thành kiếm Thanh Huyên, hắn vung kiếm. Xẹt! Người đàn ông trung niên bị đánh bay, sau khi dừng lại, cánh tay phải của ông ta đã bị đánh gãy. Người đàn ông trung niên sững sờ. Lúc này, Tiểu Ái xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, nói, mau đi thôi, còn một khắc nữa là nơi này nổ tung. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn Thần Kỳ cô nương, đi cùng bọn ta nhé. Nói xong. Hắn kéo Tiểu Ái, quay người rời đi. Thần Kỳ do dự rồi cũng vội vàng đi theo. Hư ảnh cười khẩy, không đi theo, ông đây không đi đấy. Bóng người kia chính là Triệu Thành Chủ. Tuy Thần Kỳ cuối cùng cũng lựa chọn về phe Diệp Quân nhưng Triệu Thành Chủ thì lại không. Ông ta đã điều tra về văn minh Quan Huyên nơi hắn ở, biết đó là thế lực chấp chưởng vô số tinh vực vũ trụ, có thể nói là có sức mạnh đứng đầu vũ trụ, nhưng nhìn chung vẫn là quá yếu. Trong mắt Triệu Thành Chủ, văn minh Quan Huyên mà chống lại toàn bộ văn minh xâm lâm thì hoàn toàn không có phần thắng. Bởi văn minh xâm lâm khủng khiếp thế nào, có ai biết không? Cho dù Diệp Quân có hai ngọn núi chống lưng là ông nội và cô thì có thể mạnh đến đâu được chứ? Cho dù có 10 phần thần tính thì đã sao? Trong khi con số đó ở văn minh xâm lâm không dừng lại ở 2, thậm chí còn có người mạnh hơn. Vì vậy ông ta lựa chọn đứng về phía bọn họ. Nhóm Diệp Quân đi rồi, ma trận kia bỗng chấn động, ùa ra từng đợt khí tức đáng sợ. Ánh mắt Triệu Thành Chủ nhìn nó chợt trở nên phấn khích. Văn minh xâm lâm trong truyền thuyết đã trở lại rồi. Uỳnh! Ma trận kia bất thình lình hóa thành một cánh cổng ánh sáng dài đến vạn trượng. Từ trong đó, một người đàn ông trung niên khoác áo trắng chậm chậm đi ra. Theo sau là vô số người. Người đàn ông dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đã trở về. Sau lưng ông ta tiếp tục có người bước ra. Đúng lúc này, người đàn ông như cảm nhận được điều gì mà biến sắc nguy hiểm. Ông ta vừa dứt lời, bốn bề bỗng bị nhấn chìm bởi một thứ sức mạnh khổng lồ. Mấy chục nghìn đám mây hình nấm bốc lên. Triệu Thành Chủ chứng kiến cảnh này đã hoàn toàn tê liệt. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ông ta bị nuốt chửng trong ánh lửa và mây nấm, sống chết không rõ. Người đàn ông kia thì đã kịp thời rút đi khi cảm nhận được nguy hiểm nên thoát được một kiếp. Nhưng toàn bộ rừng sâu thần hư đã hóa thành cho bụi. Cũng may đã có tiểu yêu sơ tán người đi từ trước, bằng không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải mất mạng. Ánh lửa từ mấy chục nghìn đám mây nấm kéo dài mãi không tan, chỉ bị dập tắt khi có một luồng sức mạnh bí ẩn quét tới. Người đàn ông áo trắng kia chậm rãi đi ra. Nhìn mấy trăm thi thể ngổn ngang trên đất mà sắc mặt xấu xí vô cùng. Ông ta gầm lên, Vũ Văn Chí. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, chính là cái người từng giao chiến với Diệp Quân trước đó. Người đàn ông áo trắng nhìn đối phương với đôi mắt long lên sòng sọc đầy sát ý, sao ngươi không nói ở đây có mai phục. Vũ Văn Chí cũng không ngờ rằng Diệp Quân sẽ chọn phục kích ở nơi này.
sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, là ta sơ suất, Minh Quân. Người đàn ông áo trắng quắc mắt chừng ông ta một cái rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó cau mày, nắm tay phải lại. Uỳnh, thời không cách đó mấy nghìn trượng bỗng nhòe đi, để một người đàn ông trung niên bước ra. Là Triệu Thành Chủ. Ban nãy ông ta vừa kịp trốn vào thời không nên thoát chết, nhưng vẫn bị thương nặng. Minh Quân quay sang hỏi, Triệu Thành Chủ. Ông ta vội đáp, là ta đây, Minh Quân. Đối phương lạnh lùng hỏi, chủ tử của ông đâu? Triệu Thành Chủ đáp sau một thoáng do dự, đã theo Diệp Quân rồi. Minh Quân nhíu mày, cô ta đi theo Văn Minh Quan Huyên. Triệu Thành Chủ gật đầu. Minh Quân nhếch mép, nực cười. Triệu Thành Chủ không dám hé răng. Bởi ông ta biết rõ Minh Quân tuy cũng đạt đến 9 phần thần tính nhưng không thể đem so với người khác. Bởi vì thần tính của Minh Quân này là hàng thật giá thật. Bỗng nhiên, không ngừng có người của Văn Minh Xâm Lâm bước ra từ phía sau Minh Quân. Ông ta mở miệng, nói ta nghe về Văn Minh Quan Huyên xem. Ban đầu ông ta cũng không đặt nó vào mắt, nhưng bây giờ xem ra Văn Minh này không đơn giản chút nào. Đã dám hiên ngang đối nghịch với Văn Minh Xâm Lâm mà còn có thể tiêu diệt cường giả 9 phần thần tính. Triệu Thành Chủ nghe vậy bèn vội vàng giới thiệu Văn Minh Quan Huyên cho Minh Quân nghe. Một hồi sau, ông ta nheo mắt, có thể có hai người 10 phần thần tính. Triệu Thành Chủ gật đầu, phải, lần lượt là kiếm tu áo xanh và người phụ nữ váy trắng, nhưng ta không dám chắc họ có thật sự là 10 phần không, chỉ biết 9 phần thần tính hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Minh Quân rơi vào im lặng. Bởi nếu hai người kia thật sự có 10 phần thần tính thì Văn Minh Xâm Lâm không thể xem thường. Đã là cường giả cấp bậc đó thì không ai dám coi khinh cả. Bỗng Triệu Thành Chủ nói, nhưng ta nghĩ họ không đến 10 phần thần tính. Minh Quân nhìn sang, vì sao nói vậy? Triệu Thành Chủ hạ giọng, vũ trụ này từ trước đến giờ chỉ mới có một người đạt đến cảnh giới ấy là thần nhất, nhưng ông ta đã chết rồi. Thời đại chúng ta không có ai không biết về thần nhất, nhưng hai người kia thì ta chưa từng nghe thấy nên đã cố tình đi điều tra, kết quả vẫn không được gì. Nếu bọn họ thật sự có 10 phần thần tính thì đã sớm nổi danh toàn vũ trụ rồi mới phải. Minh Quân hỏi ngược lại, nhưng nếu không thì Diệp Quân lấy gì để chống lại Văn Minh Xâm Lâm chúng ta? Triệu Thành Chủ ngẫm nghĩ, có lẽ vì hắn ngu. Minh Quân nhíu mày, ngu. Triệu Thành Chủ gật đầu, phải. Hắn hoàn toàn không biết gì về Văn Minh Xâm Lâm, trong nhận thức của hắn thì 9 phần thần tính đã là cường giả tuyệt đỉnh, vậy nên hắn mới không xem Văn Minh Xâm Lâm ra gì. Chưa kể hắn còn rất trẻ, chưa tới 30, lại còn là con cháu trong nhà toàn người mạnh, khó tránh khỏi kiêu ngạo. Minh Quân nhìn ông ta, ông từng tiếp xúc với hắn rồi à? Triệu Thành Chủ ngẩn người. Minh Quân điềm tĩnh nói tiếp. Hắn có thể dẫn đầu một nền văn minh thì làm sao có thể nông cạn như ông nói. Hắn có thể không biết sức mạnh thật sự của Văn Minh Xâm Lâm, nhưng chắc chắn biết chúng ta có cường giả 10 phần thần tính, đã vậy mà còn dám đối đầu thì một là hỏng não, hai là không hề biết sợ. Ông ta liếc nhìn Triệu Thành Chủ, ông cho rằng hắn là loại thứ nhất sao? Sắc mặt Triệu Thành Chủ trở nên khó xem, không dám phản bác. Minh Quân tiếp tục, trong hai người mà ông nói kia, chắc chắn có một người là cường giả 10 phần thần tính, hoặc thậm chí là cả hai. Triệu Thành Chủ tỏ vẻ khiếp sợ, cả hai ư? Không thể nào chứ? Minh Quân chỉ hỏi lại, vì sao không thể? Triệu Thành Chủ, nếu vậy thì họ đã không vô danh đến thế. Minh Quân lắc đầu, họ không nổi danh nên ông tự động cho rằng họ không phải 10 phần thần tính à? Triệu Thành Chủ cứng họng. Minh Quân lại nói, còn nữa? Ông có biết vì sao chủ tử ông lại lựa chọn đi theo Văn Minh Quan Huyên không? Triệu Thành Chủ hạ giọng, ta nghĩ đầu óc cô ta có vấn đề. Minh Quân lắc đầu, có vấn đề là ông mới đúng. Triệu Thành Chủ. Minh Quân, chủ tử của ông biết một ít về lai lịch của Văn Minh Xâm Lâm nhưng vẫn lựa chọn theo bên kia là vì sao? Vì cô ta cho rằng Văn Minh Quan Huyên có thể đối chọi với chúng ta. Nói đến đây, ông ta nhếch mép, phải thừa nhận. Ta bắt đầu có hứng thú với Văn Minh Quan Huyên này rồi đấy. Triệu Thành Chủ im lặng không đáp. Trải qua điều tra, ông ta biết Văn Minh Quan Huyên có sức mạnh kém xa Văn Minh Xâm Lâm, biến số duy nhất là người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh. Nếu hai họ thật sự có 10 phần thần tính thì Văn Minh Quan Huyên có thể sánh ngang với Văn Minh Xâm Lâm,
nhưng cũng chỉ là suýt soát mà thôi, bởi vì nhìn tổng thể thì họ vẫn còn thua kém quá nhiều. Bỗng Vũ Văn Chí mở miệng nói, thật sự không thể xem thường Diệp Quân. Minh Quân nhìn sang, nghe ông ta nói tiếp, hắn chỉ mới chừng ấy tuổi mà đã có sức mạnh khủng khiếp đến vậy, nếu có ngày hắn đạt đến thần đạo cảnh thì sẽ càng đáng sợ hơn. Mà người có thể dạy dỗ ra yêu nghiệt như thế chắc chắn cũng không hề tầm thường. Ánh mắt ông ta bắn vào Triệu Thành Chủ tràn đầy bất thiện. Chính vì người này báo cáo láo về Diệp Quân mà ông ta mới mất mặt như vậy. Làm ông ta bây giờ còn đang suy nghĩ xem Triệu Thành Chủ liệu có phải là người do Diệp Quân phái tới để làm lung lạc phe họ hay không. Minh Quân khẽ gật đầu, xem ra hai người áo xanh váy trắng đứng sau Văn Minh Quan Huyên này không hề đơn giản. Vũ Văn Chí hạ giọng hỏi, chúng ta nên làm thế nào đây? Triệu Thành Chủ cũng nhìn Minh Quân. Ông ta khẽ cười, còn làm gì nữa? Một vũ trụ chỉ có thể có một nền văn minh, mà chúng ta đã mất không ít người vào tay Văn Minh Quan Huyên, hai bên không còn cách hòa giải nữa. Vũ Văn Chí gật đầu, đúng thế. Văn Minh Xâm Lâm đã trở về thì đương nhiên sẽ muốn đứng đầu vũ trụ, mà có ai lại cho phép có người khác ngang hàng mình bao giờ. Hai nền văn minh gặp nhau, chỉ có thể giao tranh mà thôi. Vũ Văn Chí hỏi, bây giờ chúng ta đến Văn Minh Quan Huyên hay sao? Minh Quân không đáp. Bỗng Triệu Thành Chủ nói, ta có đề nghị này. Minh Quân nhìn sang, nghe ông ta nói. Người mạnh nhất Văn Minh Quan Huyên là người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh, chỉ cần giải quyết họ là có thể tiêu diệt chúng. Ta đề nghị chúng ta ước chiến với họ, giải quyết vấn đề một lần từ gốc. Ước chiến nền văn minh. Ước chiến nền văn minh có nghĩa là sau khi hai nền văn minh có mâu thuẫn với nhau, hai bên sẽ hẹn giao chiến. Chiến đấu một trận quyết định thắng thua. Vừa đơn giản vừa trực tiếp. Nghe thấy lời của Triệu Thành Chủ, Minh Quân im lặng. Một lúc lâu sau đó, Minh Quân nói, cũng không phải là không được. Triệu Thành Chủ vội gật đầu, một khi ước chiến sẽ biết bọn họ có phải 10 phần thần tính hay không. Nếu bọn họ không đến thì chắc chắn bọn họ không phải 10 phần thần tính, khi đó sẽ có thể tiêu diệt nền Văn Minh Quan Huyên một cách dễ dàng, nhưng nếu bọn họ đến. Nói đến đây, ông ta nhìn Minh Quân. Minh Quân cười nói, nếu đến thì đồng nghĩa với việc bọn họ là 10 phần thần tính, hai cao thủ 10 phần thần tính vẫn chẳng là gì với nền Văn Minh Xâm Lâm chúng ta. Triệu Thành Chủ im lặng. Rõ ràng nền Văn Minh Xâm Lâm này mạnh hơn trong tưởng tượng của ông ta. Vũ Văn Chí ở bên cạnh chợt nói, vậy ta đi ước chiến nhé. Minh Quân lắc đầu, ta phải thông báo chuyện này cho tộc trưởng trước đã. Vũ Văn Chí gật đầu, nên làm thế. Minh Quân nói, ông cứ sắp xếp cho tộc nhân trước đi, trước khi ta còn chưa trở về thì không được đi tìm thư viện Quan Huyên. Dứt lời, ông ta xoay người biến mất. Mà trong ma trận đó ngày càng có nhiều tộc nhân của nền Văn Minh Xâm Lâm xuất hiện. Vũ Văn Chí nhìn xung quanh. Dù thời không xung quanh đã khôi phục nhưng toàn bộ rừng sâu thần hư đã hoàn toàn hư hại vì vụ nổ. Hơn nữa nơi này còn có hơn 100 thi thể. Những người này đều bị nổ chết lúc vừa ra ngoài. Thấy những thi thể này, sắc mặt những cao thủ của nền Văn Minh Xâm Lâm vừa quay lại kia đều cực kỳ khó coi. Thành Quan Huyên. Sau khi đưa thần kỳ trở về Thành Quan Huyên, Diệp Quân trở về trong tiểu tháp. Trận chiến lúc trước khiến hắn bị thương khá nghiêm trọng. Hắn cần phải hồi phục. Ngoài ra trận chiến đó cũng giúp hắn lĩnh ngộ được nhiều thứ, bây giờ hắn cần nhanh chóng tiêu hóa nó. Thần kỳ hơi lo lắng. Vì cô ấy vừa nhận được tin người của nền Văn Minh Xâm Lâm đã trở về, rõ ràng hai nền văn minh này sẽ nhanh chóng có một trận chiến chấn động. Bây giờ cô ấy cũng không chắc lựa chọn của cô ấy là đúng hay sai. Đương nhiên bây giờ cô ấy cũng không còn đường lui nữa. Thần kỳ cũng tiến vào trong tiểu tháp cùng Diệp Quân, cô ấy cảm nhận thời không bí ẩn này, ngoài tò mò, cô ấy cũng muốn nghiên cứu về nó. Nhưng thời không bí ẩn này hơi bài xích cô ấy, hoàn toàn không cho cô ấy chủ động dung nhập vào, khiến cô ấy cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cô ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm Diệp Quân. Diệp Quân ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn bên bờ biển, vết thương trên người hắn đang hồi phục một cách nhanh chóng. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, mà lúc này có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Chính là thần kỳ. Diệp Quân cười hỏi, thần kỳ cô nương, cô làm sao thế? Thần kỳ cười đáp, Diệp công tử thật sự khiến ta rất ngạc nhiên,
vì ta không ngờ ngài lại có thể bất phân thắng bại với một cao thủ 9 phần thần tính. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, thực lực của ta yếu hơn ông ta một chút. Hắn biết rõ nếu còn tiếp tục chiến đấu thì chưa chắc hắn có thể thắng, trừ khi hắn hoàn toàn đánh thức huyết mạch phong ma. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn chênh lệch với cao thủ cảnh giới 9 phần thần tính chân chính kia. Đương nhiên chênh lệch cũng không quá lớn. Thần Kỳ nói, đã lợi hại lắm rồi. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía Thần Kỳ, cười nói, Thần Kỳ cô nương, ta cảm thấy hơi tò mò về cô. Thần Kỳ chớp mắt, có gì tò mò chứ? Ta đến từ hệ Ngân Hà, là con gái của thần nhất, chỉ có thế thôi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, Thần Kỳ cô nương không muốn nói thì thôi vậy. Thần Kỳ im lặng một lúc rồi nói, nếu ta đã chọn Diệp công tử thì đương nhiên cũng nên thẳng thắn, không giấu gì công tử, ta còn có một thân phận nữa, chính là người thừa kế của nền văn minh Ngụy Chi. Diệp Quân nhíu mày, nền văn minh Ngụy Chi. Thần Kỳ gật đầu, Diệp công tử không biết cũng là chuyện thường tình, vì hiện tại nền văn minh này đã không còn tồn tại nữa. Năm đó khi họ ở thời kỳ đỉnh cao cũng là một nền văn minh cấp 3, sau đó thì bị vũ trụ kiếp hủy diệt. Diệp Quân trầm giọng nói, nền văn minh xâm lâm cũng là nền văn minh cấp 3, nhưng bọn họ lại có thể bảo vệ được mình, nền văn minh Ngụy Chi này. Thần Kỳ cười nói, vấn đề nội bộ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, vấn đề nội bộ ư. Thần Kỳ gật đầu, lúc đó nếu nền văn minh Ngụy Chi đủ đoàn kết thì chưa chắc họ không thể thoát được vũ trụ kiếp kia. Tiếc là nội bộ của họ không đoàn kết, vì khi vũ trụ kiếp đến, nội bộ đã chia làm hai phe, có một nhóm người đề nghị hy sinh rất nhiều người để giữ sức mạnh hữu sinh, để nền văn minh có thể tiếp tục kéo dài, còn có người thì không đồng ý, họ cho rằng không nên vứt bỏ những người bình thường kia, mọi người nên cùng nhau đối mặt, kết quả cuối cùng là đều chết hết. Diệp Quân cau mày. Thần Kỳ nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, ngài cảm thấy trong những người họ thì ai đúng ai sai. Diệp Quân trầm giọng nói, mọi người cùng nhau đối mặt có bao nhiêu khả năng thắng. Thần Kỳ lắc đầu, họ cũng không biết có bao nhiêu khả năng thắng, nhưng nếu hy sinh những kẻ yếu thì có lẽ những cao thủ cao cấp kia có thể sống sót, nền văn minh sẽ được kéo dài. Diệp Quân im lặng. Thần Kỳ cười hỏi, Diệp công tử, nếu là ngài thì ngài sẽ chọn thế nào? Diệp Quân hỏi, những người có thể sống kia có thể sống được là vì hy sinh những người yếu kia sao? Thần Kỳ gật đầu, hiến tế. Diệp Quân lắc đầu, nếu bọn họ sống tiếp bằng bản lĩnh của mình thì ta cảm thấy được, nhưng nếu bọn họ chọn hiến tế người khác để mình được sống thì ta không tán thành. Thần Kỳ gật đầu, vậy mọi người đều phải chết, hẹn chiến đấu với váy trắng và áo xanh. Diệp Quân chợt nói, Thần Kỳ cô nương, nếu cô ở thời đại đó, cô sẽ là cao thủ hay kẻ yếu? Thần Kỳ nhìn về phía Diệp Quân nói tiếp, chắc chắn cô sẽ là cao thủ. Nói cách khác, cô có thể lựa chọn hy sinh những người yếu kia để sống sót. Dứt lời, hắn lắc đầu cười khẽ, thật ra cái này cũng giống như người bình thường trong thế giới thường vậy. Lúc có lợi ích, người bên trên không nghĩ tới bọn họ, nhưng lúc phải liều mạng, người bên trên sẽ lập tức nghĩ tới bọn họ. Hơn nữa còn nói một cách hoa mỹ là suy nghĩ cho tình hình chung, người nên bỏ chút sức cho thế giới, người nên chết vì thế giới này. Thần Kỳ im lặng. Diệp Quân nói tiếp, cao thủ có thể chọn để người yếu chết, vậy người yếu thì sao? Người yếu thật sự đáng chết ư? Thần Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhưng kết quả là mọi người đều sẽ chết hết. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, như thế không phải rất tốt ư? Thần Kỳ sửng sốt. Diệp Quân cười nói, vì sao người yếu như chúng ta đáng chết, nhưng cao thủ các người lại không thể chết? Thần Kỳ nhíu mày. Diệp Quân nghiêm túc nói, Thần Kỳ cô nương. Thật ra vấn đề này không cần thiết phải thảo luận, vì lập trường khác nhau, chắc chắn lựa chọn của mọi người cũng sẽ khác, ví dụ như nếu cô là kẻ yếu, cô có muốn hy sinh bản thân vì những cao thủ kia không? Thần Kỳ gật đầu, đúng là như thế. Diệp Quân chợt tỏ vẻ tò mò, Thần Kỳ cô nương, cô nói năm đó nền văn minh Ngụy Chi này cũng bị hủy diệt bởi vũ trụ kiếp ư. Thần Kỳ gật đầu, phải. Diệp Quân trầm giọng nói, vũ trụ kiếp xuất hiện nghĩa là có ác đạo. Thần Kỳ đáp, đương nhiên là có. Diệp Quân hơi nghi ngờ, vậy cuối cùng những ác đạo đó đi đâu rồi? Thần Kỳ cười nói, việc này thì ta có hiểu chút chút, vì lúc trước ta cũng khá tò mò về chuyện này nên có điều tra. Lúc một vũ trụ sinh ra sinh linh, khi bắt đầu thiện linh sẽ là chủ đạo, nhưng khi vũ trụ dần đi về hướng hủy diệt,
ác đạo sẽ ra đời, mà khi vũ trụ hủy diệt, thực lực của những ác đạo này đã đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ, đó là tồn tại vượt qua 10 phần thần tính. Diệp Quân trầm giọng nói, vượt qua 10 phần thần tính. Thần Kỳ gật đầu, đúng thế, khi đó nó sẽ khiến vũ trụ kiếp bùng nổ, hủy diệt chúng sinh, hơn nữa sau khi hủy diệt chúng sinh, thực lực của nó sẽ còn tăng lên, vì khi đó nó có thể hoàn toàn áp chế thiên đạo, trở thành chủ đạo. Có thể nói thế này, giai đoạn trước thiện đạo mạnh, giai đoạn sau ác đạo mạnh. Diệp Quân hỏi tiếp, sau khi hủy diệt vũ trụ thì sao? Thần Kỳ đáp, sau khi hủy diệt vũ trụ, những ác đạo này sẽ gia nhập một thế lực bí ẩn, nhưng ta cũng không biết đó là thế lực gì, ta chỉ biết sau khi một vũ trụ khá rộng lớn trải qua vũ trụ kiếp sẽ có một người bí ẩn đến đón ác đạo. Diệp Quân hơi tò mò, thế lực bí ẩn. Thần Kỳ gật đầu, đúng thế, nhưng ta cũng không biết rốt cuộc đó là thế lực gì, trong nền văn minh Ngụy Chi cũng chỉ ghi chép lại một chút chứ không nói chi tiết, ta cảm thấy có lẽ họ cũng không biết. Diệp Quân im lặng. Thần Kỳ nhìn Diệp Quân, nhẹ giọng nói, vũ trụ này có quá nhiều sự tồn tại bí ẩn. Diệp Quân gật đầu, khi hắn bắt đầu tiếp xúc với những nền văn minh vũ trụ khác, hắn mới phát hiện vũ trụ thật sự vô cùng rộng lớn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân nhìn về phía thần kỳ cô nương, cô nói cô là người thừa kế của nền văn minh Ngụy Chi. Thần Kỳ gật đầu. Diệp Quân hỏi, bây giờ cô là 9 phần hay 10 phần thần tính? Thần Kỳ đáp, 9 phần đỉnh cao. 9 phần đỉnh cao. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, lúc trước dì nhỏ của cô còn bảo ta đi cứu cô. Thần Kỳ cười nói, thật ra dì nhỏ cũng không biết. Ban đầu ta tạo ra kịch bản đó là vì hai mục đích, thứ nhất là muốn gặp ngài một lần, vì ngài là người mà cha ta đã chọn, mục đích thứ hai là muốn lấy đi quyển sổ ngài đang giữ, vì ta muốn xem thử cha ta đã đạt đến cấp bậc nào. Diệp Quân hỏi, bây giờ đã biết rồi chứ? Thần Kỳ gật đầu, ông ấy còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, nếu bàn về thực lực, mẹ ta thật sự còn không xứng xách giày cho ông ấy. Diệp Quân nhìn Thần Kỳ, cô với mẹ cô. Thần Kỳ lắc đầu cười khẽ, tình cảm không sâu đậm, vì bây giờ bà ấy chỉ biết tu luyện, không quan tâm đến những chuyện khác. Diệp Quân gật đầu, đang định nói tiếp thì hắn đột nhiên nhíu mày, sau đó dẫn Thần Kỳ rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tinh không phía xa, có một người đàn ông trung niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Chính là Minh Quân kia. Minh Quân nhìn xuống Diệp Quân, 3 ngày sau. Tộc trưởng nền văn minh xâm lâm chúng ta sẽ đích thân đến nền văn minh quan huyên hẹn giao chiến với người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh sau lưng ngươi, đến lúc đó chúng ta đánh một trận quyết định thắng thua. Ước chiến nền văn minh. Hẹn giao chiến. Nghe thấy lời của Minh Quân, Diệp Quân hơi bất ngờ, vì hắn không ngờ đối phương lại đến ước chiến với mình. Hắn vốn tưởng rằng nền văn minh xâm lâm này sẽ thẳng thừng tấn công nền văn minh quan huyên. Thấy Diệp Quân im lặng, Minh Quân khẽ nhíu mày, có đồng ý hay là không? Diệp Quân hơi không chắc lắm, hẹn giao chiến với cô và ông nội của ta. Minh Quân lạnh lùng hỏi, có vấn đề gì à? Diệp Quân lập tức lắc đầu, không có vấn đề. Minh Quân nhìn Diệp Quân, 3 ngày sau, hai bên chúng ta sẽ quyết đấu một trận phân định thắng thua. Dứt lời, ông ta xoay người biến thành một tia sáng biến mất ở cuối tinh không. Lúc này, Thần Kỳ chợt nói, bọn họ làm thế là ước chiến nền văn minh. Diệp Quân tò mò nhìn Thần Kỳ, ước chiến nền văn minh. Thần Kỳ gật đầu, rõ ràng bọn họ đã từng điều tra ngài, biết người mạnh nhất của thế lực các ngài là ông nội và cô của ngài, vì thế mới hẹn giao chiến với hai người họ, chỉ cần giải quyết được họ cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được vũ trụ quan huyên. Bọn họ muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nói đến đây, cô ấy nhìn Diệp Quân, ông nội và cô của ngài sẽ đồng ý chứ? Diệp Quân gật đầu, sẽ đồng ý. Thần Kỳ im lặng. Sẽ đến sao? Phải biết rằng dù cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh là cao thủ 10 phần thần tính, nhưng thế lực mà họ phải đối mặt là nền văn minh xâm lâm. Toàn bộ nền văn minh. Diệp Quân nhìn thoáng qua Thần Kỳ, mỉm cười nói, Thần Kỳ cô nương đang lo lắng sao? Thần Kỳ gật đầu. Dù sao bây giờ ta và Diệp công tử đã ngồi cùng một chiếc thuyền, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, ta thật sự vẫn còn quá yếu. Thật ra trong toàn bộ vũ trụ quan huyên,
hắn đã thuộc tầng lớp cao cấp nhất rồi. Nhưng nhìn khắp vũ trụ thì thực lực cá nhân của hắn vẫn khá yếu, ví dụ như so sánh với nền văn minh xâm lâm này. Bây giờ hắn chiến đấu với cao thủ 9 phần thần tính còn rất vất vả, càng không nói đến cao thủ 10 phần thần tính. Lúc này hắn mới thật sự hiểu thế nào là võ đạo không có điểm cuối. Mâu thuẫn nền văn minh lần này khiến hắn biết ngoài mấy người cha hắn ra, vũ trụ quan huyên hiện tại thật sự quá yếu. Mà trong toàn bộ vũ trụ này còn có không biết bao nhiêu nền văn minh vũ trụ lớn mạnh nữa, vũ trụ quan huyên muốn sinh tồn mà chỉ dựa vào thực lực bây giờ là hoàn toàn không đủ. Lúc này, đạo cổ thụ đột nhiên xuất hiện ở một bên. Diệp Quân và Thần Kỳ nhìn về phía đạo cổ thụ vẫn đang cười châm chọc. Diệp Quân hỏi, cô biết Minh Quân khi nãy à? Đạo cổ thụ bình tĩnh nói, lúc trước ông ta từng đến quỳ xuống cầu xin ta, hy vọng được ta ban phúc. Diệp Quân cười hỏi, vậy cô đã ban phúc chưa? Đạo cổ thụ lạnh nhạt đáp, nếu không có sự ban phúc của ta thì sao ông ta có thể lên đến 9 phần thần tính được? Diệp Quân hơi tò mò, tiểu thụ, cô ban phúc là ban cái gì thế? Tiểu thụ, nghe thấy lời của Diệp Quân, đạo cổ thụ nhíu mày, tại sao ngươi lại gọi ta như thế? Chúng ta cũng đâu có thân thiết gì mấy. Diệp Quân, Thần Kỳ ở bên cạnh lập tức bật cười. Lúc này đạo cổ thụ lại nói, được rồi, gọi ta là tiểu thụ cũng được, nhưng ta cũng muốn gọi ngươi là tiểu quân. Diệp Quân im lặng. Đạo cổ thụ nói tiếp, ta ban phúc rất nhiều loại, có bảo vật, công pháp, thần hồn. Diệp Quân cười hỏi, có thể ban phúc cho ta không? Đạo cổ thụ nhìn thoáng qua Diệp Quân, không được. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Đạo cổ thụ lạnh lùng nói, ngươi muốn gì được đó, ta còn ban phúc cho ngươi cái gì? Ta còn muốn người ban phúc cho ta đây. Diệp Quân. Thần Kỳ ở bên cạnh không khỏi buồn cười. Cô ấy cười nói với Diệp Quân. Diệp công tử thật sự rất giàu có. Ta cũng muốn được ngài ban phúc. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, tiền của ta đều do mẹ ta cho. Không thể ban phúc bừa bãi được. Thần Kỳ nhẹ giọng nói. Gần đây ta có điều tra về Tần Các Chủ. Tần Các Chủ thật sự rất lợi hại. Đều là người của hệ Ngân Hà. Đương nhiên cô ấy phải thấy tò mò. Không điều tra không biết, vừa điều tra đã sợ khiếp hồn. Nền văn minh quan huyên có thể được như ngày hôm nay gần như đều dựa vào Tần Các Chủ này. Dù hiện tại vũ trụ quan huyên vẫn chưa thật sự mạnh mẽ, nhưng tốc độ phát triển của vũ trụ quan huyên lại vượt xa những nền văn minh vũ trụ khác, không chỉ có thế mà những sắp xếp của Tần Các Chủ cũng rất kinh khủng, đặc biệt là trạm không gian vũ trụ kia. Diệp Quân chợt thấy hơi tò mò, Kỳ cô nương. Lúc ở hệ Ngân Hạ thì cô ở thành phố nào? Thần Kỳ cười đáp, Yến Kinh. Diệp Quân chớp mắt, ta rất quen thuộc với nơi đó, ha ha. Thần Kỳ mỉm cười nói, vậy à? Diệp Quân gật đầu, có cơ hội ta nhất định sẽ quay lại một lần nữa. Thần Kỳ cười nói, đợi giải quyết xong nền văn minh xâm lâm, chúng ta cùng nhau về đó nhé. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, được. Lúc này đạo cổ thụ chợt nói, người phải cẩn thận với người sáng lập nền văn minh xâm lâm kia. Diệp Quân nhìn cô ấy, người sáng lập nền văn minh. Đạo cổ thụ gật đầu, Việt Cổ Thị. Diệp Quân nói, chính là người đã phản bội cô trước đây à? Đạo cổ thụ gật đầu, dù người này vong ơn bội nghĩa, nhưng thiên phú của ông ta thật sự rất đáng sợ, khả năng lĩnh ngộ cũng rất cao, trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu rõ võ đạo của nền văn minh chúng ta. Sau đó ông ta còn hấp thu năng lượng trong cơ thể ta, thực lực của ông ta không chỉ đơn giản là 10 phần thần tính, hơn nữa đã rất nhiều năm rồi, ta cũng không biết ông ta có độc khai nhất đạo không. Độc khai nhất đạo. Diệp Quân im lặng, lúc này hắn lại nhớ tới tông chủ Tư Phàm Tịnh của quá khứ tông kia. Nếu Việt Cổ Thị này cũng là độc khai nhất đạo. Nghĩ thế, Diệp Quân không nhịn được lắc đầu cười khẽ, hắn lo lắng nhiều thế làm gì. Dù sao người ta cũng không hẹn giao chiến với hắn. Nghĩ vậy, Diệp Quân vẫy tay với hai người, cười nói, ta đi tu luyện đây. Dứt lời hắn quay lại trong tiểu tháp. Sau khi Diệp Quân đi, nụ cười trên mặt Thần Kỳ dần biến mất, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tiểu thụ, cô nói xem trận chiến 3 ngày sau, ai thắng ai thua. Đạo cổ thụ thản nhiên nhìn thoáng qua Thần Kỳ, nếu đã đưa ra sự lựa chọn thì đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Cố gắng làm tốt vai trò của mình là được, nếu không sẽ càng phiền não hơn. Thần Kỳ cười nói, cũng đúng.
Đạo cổ thụ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nở nụ cười lạnh lẽo. Trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi xếp bằng dưới đất, mục tiêu của hắn lần này là cảnh giới thiên đạo. Cảnh giới. Bây giờ hắn thật sự rất muốn đạt đến cảnh giới thần đạo, tiếp xúc với thần tính. Tiểu tháp chợt nói, đừng nôn nóng. Diệp Quân sửng sốt. Tiểu tháp lại nói, ta biết sau khi tiếp xúc với nền văn minh xâm lâm và các nền văn minh khác, ngươi cảm thấy bị đả kích, nhưng người phải hiểu cơm nên ăn từng chút, không thể ăn quá vội. Diệp Quân im lặng một lát rồi gật nhẹ đầu, cảm ơn lời nhắc nhở của tháp gia. Tiểu tháp nói tiếp, cha của ngươi đã có một khoảng thời gian mơ hồ, vô cùng đau khổ, ta không mong ngươi cũng trải qua cảm giác đó. Diệp Quân hơi tò mò, là sao cơ? Tiểu tháp nhẹ giọng nói, cha ngươi từng có một khoảng thời gian muốn dựa vào chính mình đối mặt với mọi thứ, nhưng kẻ thù vẫn luôn mạnh hơn ông ấy, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều, dù ông ấy dốc hết khả năng cũng không thể nào chống lại. Bây giờ ngươi cũng đang đối mặt với tình huống đó, thực lực của ngươi thật sự tăng lên rất nhanh, cũng rất mạnh, nhưng kẻ thù của ngươi cũng ngày càng mạnh hơn. Nói đến đây, nó khẽ thở dài, thật ra đó cũng là chuyện bình thường, cuộc đời rất nhiều lúc đều là gian khổ, dù ngươi có cố gắng đến mấy, trả giá đến mấy cũng chưa chắc có thể nhận được đền đáp xứng đáng. Một lần hai lần còn đỡ, nhưng nếu nhiều lần như thế sẽ thật sự khiến người ta thấy tuyệt vọng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, tháp gia, ta hiểu ý của ngươi. Cố gắng là bản thân mình, những việc còn lại cứ giao cho cha mẹ. Thanh Chi ngây người, sau đó bật cười, khả năng lĩnh ngộ của ngươi đúng là rất cao. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ cũng đành chịu thôi, nếu ngươi bảo ta một mình chiến đấu với nền văn minh xâm lâm thì ta thật sự không thắng nổi. Tiểu tháp nói, ba ngày sau sẽ đến ngày hẹn giao chiến với nền văn minh xâm lâm. Ngươi không liên lạc trước với ông nội và cô của ngươi à? Diệp Quân cười nói, không cần. Tiểu tháp trầm giọng nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ông nội ngươi không đáng tin cậy lắm đâu, đến lúc đó ngươi gọi vội quá chưa chắc ông ấy sẽ đến, còn về cô của ngươi, ngươi cũng không phải cha ngươi mà có thể gọi đến là đến. Diệp Quân. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân cũng không ra ngoài mà ở trong tháp tu luyện, nhưng tâm lý của hắn đã ổn định hơn. Tháp gia nói đúng, con đường tu luyện không nên quá vội vã, dù bây giờ hắn có liều mạng tu luyện cũng không thể đạt đến cấp bậc như cha và mọi người, hơn nữa tu luyện càng nhanh sẽ càng dễ xảy ra vấn đề. Còn về nền văn minh xâm lâm, vẫn là câu nói cũ, dù sao người đối phương ước chiến cũng không phải hắn, có gì phải nôn nóng chứ. Rừng sâu thần hư, thời không ở khu vực này đã hồi phục, nhưng chỉ còn lại một ma trận dịch chuyển. Những thứ khác đều đã bị hủy diệt trong trận chiến. Lúc này trong ma trận vẫn có người của nền văn minh xâm lâm liên tục quay về. Trở về quê hương, đương nhiên tâm trạng của những tộc nhân khá giả của nền văn minh xâm lâm rất phức tạp. Nơi này có thể xem là quê hương của bọn họ. Nhưng một vài tộc nhân của nền văn minh xâm lâm mới thì không có cảm giác gì, vì từ khi ra đời bọn họ đã không ở đây, không chỉ có thế mà bọn họ còn thấy ghét nơi này. Vì nơi này thua xa chỗ ở của bọn họ lúc trước. So sánh như thành thị với nông thôn vậy. Lúc này một vài cao thủ cấp cao của nền văn minh xâm lâm đang tập trung tại một đại điện. Người dẫn đầu chính là Minh Quân. Minh Quân nhìn mọi người trong điện, sau đó cất lời, ta biết mọi người về đây thấy không được quen, nhưng ta muốn nhắc nhở mọi người chúng ta đã không thể quay về chỗ đó nữa rồi. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của chúng ta. Vì thế sau khi trở về các vị nên quản lý nghiêm ngặt người của mình, đừng mang đến phiền phức cho ta. Mọi người gật đầu, dù bọn họ thấy hơi khó chịu vì trở về nơi này, nhưng bọn họ không thể không chấp nhận hiện thực. Minh Quân lại nói, ba ngày sau tộc trưởng sẽ đích thân đến đây, sau đó sẽ đi chiến đấu với hai kiếm tu của vũ trụ quan huyên, mọi người chuẩn bị đến lúc đó đi theo dõi trận chiến. Trong đại điện, sau khi mọi người giải tán, Minh Quân cầm một quyển trục trong tay. Sắc mặt rất nặng nề. Quyển trục này chính là thông tin về Diệp Quân. Đương nhiên ông ta chưa từng dám coi thường vũ trụ quan huyên và Diệp Quân, vẫn luôn cho người âm thầm điều tra. Mà càng điều tra, ông ta càng phát hiện Diệp Quân này không đơn giản. Không chỉ bản thân Diệp Quân không đơn giản mà hai cường giả bí ẩn sau lưng hắn cũng thế. Người đàn ông áo xanh. Người phụ nữ váy trắng. Thông tin về hai người này rất ít. Số lần xuất hiện cũng thế, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ có một thế lực bị tiêu diệt,
Về phần thực lực của họ thì cũng là một điều bí ẩn. Điều này khiến tâm trạng ông ta hơi bất an. Vì lúc trước khi đi ước chiến với Diệp Quân cũng không hề có vẻ sợ hãi và lui bước. Một người bình tĩnh như thế chắc chắn có chỗ dựa. Vì thế để tránh tình huống bất ngờ, ông ta chọn cách điều tra lại lần nữa. Cẩn thận vẫn là tốt nhất. Minh Quân im lặng một lúc thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Thành Chủ ở cách đó không xa, tất cả tài liệu đều ở đây rồi à? Triệu Thành Chủ gật đầu, đúng thế. Minh Quân cau mày, im lặng suy nghĩ. Triệu Thành Chủ cười nói, Minh Quân đừng lo lắng quá, cùng lắm thực lực của hai người này chỉ là 10 phần thần tính mà thôi. Minh Quân nhìn Triệu Thành Chủ, sao lại nói thế? Triệu Thành Chủ giải thích, vì bọn họ đều đến từ vũ trụ vĩ độ thấp. Vũ trụ vĩ độ thấp này không thể xuất hiện cường giả cao cấp trên 10 phần thần tính được, Diệp Quân kia dám đồng ý giao chiến cũng chỉ vì không biết gì mà thôi. Dẫu sao bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với nền văn minh đáng sợ như nền văn minh xâm lâm, ông nghĩ xem, một người chỉ thường tiếp xúc với thế hệ trẻ tuổi, trong thế hệ đó thực lực của cậu ta là mạnh nhất, dưới tình huống như thế sao cậu ta biết sợ là gì được. Nói dễ nghe một chút là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nói khó nghe thì chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Minh Quân im lặng. Triệu Thành Chủ nhìn Minh Quân, trong lòng thầm thấy khinh thường. Minh Quân này cũng dè dặt quá rồi. Sợ trước sợ sau như thế sao có thể làm nên chuyện lớn được. Người tu đạo nên quyết đoán một chút, nếu đã là kẻ thù thì phải liều mạng, còn quan tâm nhiều thế làm gì. Cứ đánh thôi. Đàn ông nên có khí phách như thế. Nghĩ vậy. Ông ta chợt thấy Diệp Quân này vẫn tốt hơn, dù sao hắn không biết sợ, có đối mặt với nền văn minh xâm lâm cũng nói đánh là đánh. Tiếc là chỗ dựa không đủ mạnh, đã định sẵn là sẽ chết trẻ. Lúc này, Minh Quân chậm rãi đứng dậy, ông ta ngẩng đầu nhìn phía ngoài đại điện, một lúc lâu sau đó, ông ta khẽ mỉm cười, ông nói cũng đúng, nếu giữa hai bên chúng ta đã định sẵn chỉ có một bên tồn tại thì còn điều tra để làm cái gì? Dứt lời. Ông ta vung tay áo, quyển trục trước mặt lập tức biến thành cho bụi. Trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi xếp bằng dưới đất, chắp hai tay đặt trên đầu gối, khí thế dao động xung quanh cơ thể hắn. Đương nhiên việc tu luyện cảnh giới không quá khó khăn với Diệp Quân, dẫu sao thiên phú của hắn vốn không tệ, hơn nữa hắn còn có nhiều tổ mạch, còn có công pháp vũ trụ quan huyết pháp mạnh nhất nữa. Dù rất muốn tiếp xúc với cảnh giới thần đạo, tu luyện nhân tính. Nhưng cuối cùng Diệp Quân vẫn không muốn nôn nóng, mà quyết định đi bước nào vững nước đấy. Con đường tu luyện không thể quá nôn nóng. Phải đi cho vững. Mục tiêu của hắn lúc này là cảnh giới thiên đạo. Nhân đạo, thiên đạo, thần đạo. Thiên đạo là gì? Trong sổ tay của thần nhất cũng có ghi chép về cảnh giới này. Thiên đạo nghĩa là quy luật vận động thay đổi của đại đạo thiên địa. Nói một cách đơn giản là ý trời, tất cả quy luật thay đổi vận hành trong thiên địa. Thế giới có quy tắc của nó là vì thiên đạo chính là quy tắc của vạn vật, đạo lý của vạn vật, tất cả sự vật đều có quy tắc nhất định, hơn nữa đều vận hành theo những quy tắc này. Khi một người tu luyện có thể cảm nhận được rõ ràng quy tắc này, nắm giữ được nó thì người đó sẽ là thiên đạo. Quy tắc thiên đạo. Khi quen thuộc với cảnh giới này, Diệp Quân nhất thời thấy khó xử. Vì trước mắt vũ trụ quan huyên đã lập ra một trật tự mới. Cũng có nghĩa là quy tắc hoàn toàn mới. Tuân theo quy tắc thiên đạo. Mà quy tắc thiên đạo bây giờ là do nhà hắn lập ra. Thế thì tính sao đây? Diệp Quân hỏi tháp gia, quy tắc thiên đạo đều do nhà ta lập ra, người nói ta nên tu luyện như thế nào đây? Tiểu tháp im lặng. Đây cũng là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện thế này. Diệp Quân chợt nói, được rồi, không tu luyện cảnh giới này nữa. Ta vượt qua nó tu luyện cảnh giới thần đạo luôn. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, người đúng là lợi hại. Vượt qua luôn. Cha và ông nội ngươi cũng chưa từng làm thế. Diệp Quân cũng không đùa, hắn thật sự bắt đầu tiếp xúc với cảnh giới thần đạo. Thần đạo là gì? Đó là vượt qua thiên đạo, mình chính là thần của mình, không nằm trong quy tắc nữa. Thần nhất cũng có ghi chép tỉ mỉ về việc tu luyện cảnh giới thần đạo. Diệp Quân dựa theo phương pháp thần nhất để lại bắt đầu thử tu luyện. Thần đạo là vượt qua tất cả pháp tắc và quy tắc, nhìn chúng sinh và bản thân với một góc độ khác. Trong lòng nhìn thấu tất cả bản chất. Lúc này, Diệp Quân mới thật sự hiểu vì sao người tu luyện thần tính sẽ ngày càng hờ hững với mọi thứ,
vì họ đã nhìn thấu tất cả, chỉ có đại đạo là vĩnh hằng. Tu luyện thần tính nói theo một cách khác là đang diệt sạch nhân tính của mình. Khi một người chỉ có thể sống 100 năm, tình yêu, tình bạn và tình thân rất quan trọng với hắn, nhưng khi hắn có thể sống 1 vạn năm, thì có lẽ những thứ đó cũng không còn quá quan trọng nữa. Mà khi hắn có thể sống 10 vạn năm, đương nhiên những thứ này sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé trước 5 tháng dài đằng đẵng. Một lần bế quan đã mất 1 vạn năm. Tình cảm còn chẳng là một hạt bụi với trường sinh và đại đạo. Thần tính. Diệp Quân chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn lộ vẻ phức tạp. Tiểu Tháp chợt hỏi, không muốn tiếp xúc với thần tính này à? Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp trầm giọng nói, cuối cùng ngươi vẫn phải tiếp xúc với nó một lần. Diệp Quân nhẹ giọng nói, Tháp gia, nếu có một ngày ta trở thành 10 phần thần tính. Tiểu Tháp nói thẳng, con đường tu luyện chính là đấu tranh với bản thân, 10 phần thần tính thì ngươi vẫn là Diệp Quân, có nhân tính thì ngươi vẫn là Diệp Quân, mục đích của ngươi là đi con đường nhân tính, nhưng nếu không trải qua thần tính thì nhân tính của ngươi có ý nghĩa gì được. Cũng giống như khi có được người ta sẽ không biết quý trọng, chỉ khi mất đi người ta mới biết thì ra thứ đó quan trọng đến mức nào, trình độ văn hóa của ta không cao, không giỏi ăn nói, nhưng có lẽ ngươi có thể hiểu ý ta. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Tiểu Tháp nói, tin tưởng bản thân. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện cảnh giới thần đạo. Dù thời hạn giao chiến chỉ có 3 ngày, nhưng hắn có 30 năm trong Tiểu Tháp. 30 năm đã là đủ với hắn rồi. Trong lúc Diệp Quân tu luyện, Ngao Thiên Thiên cũng đang tu luyện, mà mục tiêu của cô ấy cũng là cảnh giới thần đạo. Nhị Nha và Tiểu Bạch vẫn rất thích Ngao Thiên Thiên, vì cô ấy không chỉ là cháu dâu mà còn là yêu thú, Nhị Nha nghĩ cô ấy là đồng loại của mình. Vì thế Nhị Nha và Tiểu Bạch không hề keo kiệt trong việc giúp đỡ Ngao Thiên Thiên, cũng vì thế mà tu vi của Ngao Thiên Thiên luôn tăng vọt, không chỉ thế mà Nhị Nha còn giúp Ngao Thiên Thiên tăng cường thân thể. Sức chiến đấu của Ngao Thiên Thiên bây giờ vô cùng kinh khủng, có thể nói nếu Diệp Quân không sử dụng kiếm Thanh Huyên thì thật sự chưa chắc có thể thắng được cô ấy. Lúc này, một cô gái chậm rãi đi tới. Chính là Đạo Cổ Thụ. Đạo Cổ Thụ nhìn Ngao Thiên Thiên đang tu luyện ở phía xa, sau đó nói, Nhị Nha, ông nội hắn đã đến chưa? Khoảng thời gian này cô ấy vì cần Tiểu Bạch giúp mình chữa thương nên cũng thân thiết với Nhị Nha và Tiểu Bạch hơn. Nhị Nha đáp, chưa đến. Đạo Cổ Thụ cau mày, sắp phải giao chiến rồi mà họ vẫn chưa đến ư. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô. Sau đó nói, không biết. Đạo Cổ Thụ trầm giọng hỏi, bên phía các ngươi có bao nhiêu khả năng thắng? Cô ấy biết người phụ nữ kia rất mạnh, nhưng nền văn minh xâm lâm hiện tại cũng không dễ bắt nạt. Nhị Nha nhìn Đạo Cổ Thụ, sau đó nói, ngươi đưa thứ trong cơ thể mình cho ta thì ta sẽ nói với ngươi. Đạo Cổ Thụ lập tức xa sầm mặt. Cô bé trước mắt vẫn còn có ý đồ với bảo vật trong người cô ấy. Lúc trước cô ấy có thể sống sót là vì món bảo vật đó, mà cô ấy cũng che giấu nó rất kỹ, nhưng không ngờ vẫn bị hai người này phát hiện. Khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn ngấp nghé bảo bối của cô ấy. Nhị Nha chợt nói, không cần cho chúng ta, chỉ cho chúng ta xem thử thôi cũng được. Đạo Cổ Thụ nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, nét mặt chúng vô cùng ngây thơ và vô hại. Đạo Cổ Thụ lắc đầu. Không phải cô ấy hẹp hòi. Mà là bảo vật đó rất quan trọng với cô ấy, nếu không có nó thì cô ấy đã chết rất nhiều lần rồi. Nhị Nha lạnh nhạt nói, chúng ta không phải người xấu, ngươi không cần đề phòng chúng ta như thế, chúng ta rất ít khi cướp bóc. Nếu không tin ngươi có thể hỏi Tiểu Bạch, nó là linh tổ, nó không biết nói dối đâu. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, nhanh chóng vung móng vuốt. Đạo Cổ Thụ nhìn hai đứa nhóc, không nói gì. Nhị Nha lại nói, ngươi cảm thấy cháu trai ta thế nào? Đạo Cổ Thụ nghi ngờ, có ý gì? Nhị Nha nghiêm túc nói, nếu ngươi cho chúng ta xem thử bảo bối kia, chúng ta sẽ giới thiệu cháu trai cho ngươi. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu tỏ vẻ có thể làm như thế. Đạo Cổ Thụ. Nhị Nha nói tiếp, cháu trai ta đẹp trai, còn có nhiều chỗ dựa, giàu có, trung tình, ngươi có thể suy xét xem. Trung tình. Tiểu Bạch chớp mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, nét mặt Nhị Nha không chút thay đổi, vô cùng nghiêm túc. Tiểu Bạch, lúc này, dường như Nhị Nha cảm nhận được điều gì đó, cô bé chợt cau mày,
dẫn theo Tiểu Bạch rời khỏi tiểu tháp. Đạo cổ thụ kia cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, đến rồi. Ở bên ngoài, trong tinh không có vô số cường giả kéo đến, người yếu nhất cũng có cảnh giới nhân đạo, những khí thế càn quét khắp vũ trụ tinh không như thủy triều. Lúc này, cảnh giới nhân đạo đông như kiến. Nền văn minh xâm lâm. Oai phong trở về. Ước chiến nền văn minh. Nền văn minh chỉ có một kẻ mạnh. Người dẫn đầu chính là minh quân kia. Hai bên trái phải của ông ta có 7 cường giả 9 phần thần tính, mà sau ông ta còn có hơn 10.000 cường giả cảnh giới thần đạo. Nền văn minh xâm lâm. Ở bên dưới, nhị nha liếm kẹo hồ lô, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Tiểu Bạch trên vai cô bé cũng thế, thi thoảng liếm kẹo hồ lô. Còn sắc mặt thần kỳ thì cực kỳ nặng nề. Đội hình của nền văn minh xâm lâm đã hoàn toàn áp đảo vũ trụ quan huyên rồi, vì trước mắt ở vũ trụ quan huyên vẫn có rất ít cường giả cảnh giới thần đạo, càng không nói tới cường giả cảnh giới thần đạo 9 phần thần tính. Đánh kiểu gì đây? Thần kỳ quay đầu nhìn nhị nha và Tiểu Bạch bên cạnh, khi thấy hai người không hề có vẻ sợ hãi thì cô ấy lắc đầu cười khẽ. Hai người này đúng là không sợ trời không sợ đất. Minh quân ở chân trời nhìn chằm chằm nhị nha bên dưới, Diệp quân đâu? Nhị nha bình tĩnh nói, đang tu luyện, các ngươi đợi một lát. Minh quân híp mắt, cảm giác lạnh lẽo thoáng chốc bao phủ khắp xung quanh, hôm nay là ngày hẹn giao chiến mà ngươi lại bảo chúng ta đợi. Nhị nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ông già, ta chỉ vì tốt cho ông thôi, đợi một lát cũng có nghĩa là sống lâu hơn một chút, nếu không lát nữa thánh đổ sát kia mà đến thì, chậc chậc. Ngông cuồng. Lúc này, một ông lão khoác áo choàng bên cạnh Minh quân chậm rãi bước lên, âm thanh vang như sấm, một lực lượng đáng sợ thoáng chốc kéo đến chèn ép nhị nha. 9 phần thần tính. Nhị nha nâng tay đánh ra một quyền. Sức mạnh ông lão đánh ra thoáng chốc biến mất. Thấy hình ảnh này, ông lão khoác áo choàng cười châm chọc, cũng có chút bản lĩnh đấy. Dứt lời, ông ta tiến lên một bước, giẫm nhẹ chân phải. Vũ trụ tinh không như bị động đất, lập tức nứt ra, một sức mạnh kỳ lạ bay ra từ trong thời không bị nứt, lao thẳng đến chỗ nhị nha. Nét mặt nhị nha không chút cảm xúc, cô bé lại đánh tới một phát. Vừa đơn giản vừa bạo lực. Thiên địa vỡ tan tành, một sức mạnh kinh khủng khiến ông lão đó liên tục lùi lại. Thấy thế, mấy cường giả của nền văn minh xâm lâm đang có mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ cô bé trông có vẻ vô hại trước mặt lại có sức mạnh đáng sợ như thế. Minh quân cũng hơi ngạc nhiên, ông ta quan sát nhị nha, đang định lên tiếng thì ông lão khoác áo choàng đột nhiên quát to một tiếng, lao thẳng về phía nhị nha. Động tác này khiến tinh hà trở nên sôi trào và bốc cháy. Rõ ràng là nghiêm túc giao thủ rồi. Mấy cường giả của nền văn minh xâm lâm ở xung quanh vội vàng lùi lại né tránh. Thấy ông lão xông tới. Nhị nha cất kẹo hồ lô đi, cô bé giẫm chân phải biến thành một tia hắc quang bay lên cao. Đối đầu trực diện. Một tiếng nổ như sấm chớp vang lên, sau đó một cơn sóng xung kích lực lượng đáng sợ thoáng chốc lan ra xung quanh, toàn bộ vũ trụ tinh hà hoàn toàn sụp đổ. Ông lão khoác áo choàng kia lùi lại mấy chục nghìn trượng, nhưng nhị nha lại không lùi dù chỉ là một bước. Áp đảo. Thấy cảnh này, các cường giả của nền văn minh xâm lâm đều xa sầm mặt. Sắc mặt Minh quân cũng hơi nặng nề. Không thể xem thường thực lực của yêu thú đến từ nền văn minh quan huyên trước mắt được. Thần kỳ cũng hơi kinh ngạc, cô ấy phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của nhị nha rồi. Nhưng dù thực lực của nhị nha có mạnh như thế thì cũng không thể chống lại nền văn minh xâm lâm được, có lẽ nhị nha cô nương cũng hiểu được điều này. Dù nhị nha cô nương này có vẻ tùy tiện nhưng lại không hề ngu ngốc, cô bé bình tĩnh như thế là vì. Người đàn ông áo xanh. Người phụ nữ váy trắng. Thần kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, cô ấy thật sự vô cùng chờ mong. Sau khi ông lão khoác áo choàng dừng lại, áo choàng của ông ta nổ tung, để lộ khuôn mặt gầy như xác khô, lúc này, khuôn mặt ông ta vô cùng dữ tợn. Ông ta không ngờ mình lại bị áp đảo bởi một cô bé. Hơn nữa còn trước nhiều tộc nhân như thế. Không thể chịu được. Ông lão đột nhiên quát lên, ông ta chắp hai tay, một tia thần quang bắn ra từ trong cơ thể ông ta, sau đó biến thành một tượng thần vạn trượng. Tượng thần vừa xuất hiện, một khí thế cổ xưa đã bao phủ toàn bộ vũ trụ tinh không, những uy áp chèn ép lên mọi thứ.
Ông lão khoác áo choàng nhìn Nhị Nha với vẻ phẫn nộ, ông ta đánh tới một quyền, tượng thần sau lưng ông ta chợt cúi xuống đấm một phát về phía Nhị Nha, tinh hà nơi cú đấm đi qua đều bị đánh tan. Người xung quanh sợ hãi vội vàng lùi về sau, rời khỏi khu vực ban đầu. Nhìn thấy cú đấm đáng sợ này, Nhị Nha vẫn không hề lùi bước mà còn xông lên, đánh một phát về phía đó. Vẫn đối đầu trực diện. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Nhị Nha đánh tan cú đấm kia, sau đó, cô bé lao thẳng về phía tượng thần, trong nháy mắt, cô bé đã va vào tượng thần. Dù trước tượng thần, Nhị Nha trông nhỏ bé tựa như một hạt bụi, nhưng lúc cô bé va vào, tượng thần kia ầm ầm vỡ tan, biến thành mảnh vỡ tán loạn khắp nơi. Ông lão khoác áo choàng kia như bị sét đánh, sắc mặt trở nên u ám, liên tục lùi lại. Nhị Nha tung người nhảy lên, đấm một phát về phía ông lão. Thấy động tác của cô bé, ông lão thầm thấy hoảng hốt, bây giờ ông ta phải ngăn cản cú đấm này như thế nào đây? Vào thời khắc mấu chốt, Minh Quân kia đột nhiên biến mất. Một sức mạnh đáng sợ ngăn cản Nhị Nha. Trong mắt Nhị Nha lộ vẻ dữ tợn, lại đấm tới một phát nữa. Oanh! Minh Quân kia cũng bị cú đấm này của Nhị Nha làm cho liên tục lùi lại. Thấy cảnh này, sắc mặt cường giả của nền văn minh xâm lâm ở xung quanh trở nên nặng nề, dù Minh Quân chỉ là cường giả chín phần thần tính nhưng ông ta là cường giả chân chính, vậy mà cường giả như thế lại rơi vào thế yếu trước mặt cô bé này. Không ngờ nền văn minh quan huyên này lại có cường giả như thế. Cả đám cường giả của nền văn minh xâm lâm đều hơi bất ngờ. Bọn họ cứ nghĩ nền văn minh quan huyên còn không phải nền văn minh cấp 1, vì toàn bộ nền văn minh còn không có một cường giả cảnh giới thần đạo chín phần thần tính. Còn nền văn minh xâm lâm là nền văn minh vũ trụ cấp 3. Nền văn minh quan huyên lấy gì đấu với nền văn minh xâm lâm? Mà lúc này bọn họ lại thấy khá bất ngờ, vì bọn họ không ngờ nền văn minh của vũ trụ quan huyên này lại có một người mạnh như thế. Lúc này, một ông lão của nền văn minh xâm lâm cất lời. Một nền văn minh chỉ có một kẻ mạnh thì có gì bất ngờ. Mọi người nhìn về phía ông lão nhìn chằm chằm Nhị Nha, sau đó nói tiếp, có lẽ con yêu thú trước mắt là cường giả mạnh nhất của nền văn minh quan huyên này rồi. Mọi người gật đầu, đa số bọn họ đều là cường giả chín phần thần tính, sau khi đến đây, bọn họ đều không cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ nào, đều là một đám yếu đuối. Chỉ có cô bé này và cô gái kia mạnh một chút mà thôi. Lúc này, có cường giả của nền văn minh xâm lâm cất lời, Diệp Quân kia còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là chạy mất rồi. Nghe thấy thế, một vài cường giả của nền văn minh xâm lâm xa sầm mặt, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Ở phía xa, sau khi Minh Quân vừa bị cú đấm của Nhị Nha đánh lui dừng lại, ông ta nhìn cánh tay phải của mình, cánh tay phải đã nứt ra, còn có thể nhìn thấy cả xương trắng. Sức mạnh quá đáng sợ. Minh Quân ngẩng đầu nhìn Nhị Nha với nét mặt nặng nề, đã lâu rồi ông ta không nhìn thấy sức mạnh thuần túy như thế. Lúc này, Nhị Nha lấy một que kẹo hồ lô ra, sau khi liếm một lúc, cô bé ngẩng đầu nhìn Minh Quân, tiếp tục đi. Dứt lời, cô bé đột nhiên biến mất. Minh Quân híp mắt, nâng tay phải lên chắn phía trước. Kim quang lóe lên. Ngay sau đó, oanh, kim quang vỡ tan, Minh Quân lại bị đánh lui một lần nữa. Nhị Nha xông tới, lại đấm một quyền về phía Minh Quân. Đòn tấn công của Nhị Nha không có chút kỹ xảo nào, chỉ đấm hết phát này đến phát khác, đơn giản và thẳng thắn, cú đấm của cô bé rơi xuống như mưa, Minh Quân kia chỉ có thể vất vả ngăn cản, dù thi thoảng có thể đánh trả nhưng sức mạnh của ông ta hoàn toàn không thể làm Nhị Nha bị thương. Nhị Nha chỉ có tấn công, không có phòng ngự. Thấy Minh Quân bị áp đảo. Sắc mặt những cường giả của nền văn minh xâm lâm ở xung quanh đều hơi khó coi. Lúc này, Minh Quân kia đột nhiên bị Nhị Nha đánh lui cả vạn trượng. Nhị Nha đang muốn ra tay một lần nữa nhưng đột nhiên có một hư ảnh dừng lại trước mặt Minh Quân, hư ảnh chỉ tay tới. Oanh! Nhị Nha bị hư ảnh này làm cho dừng lại. Đất trời rơi vào yên tĩnh. Mà lúc này... Vô số cường giả của nền văn minh xâm lâm đang có mặt vội cung kính hành lễ, bái kiến Nguyên Tổ. Nguyên Tổ, lão đại của nền văn minh xâm lâm hiện tại. Thần Kỳ nhìn Nguyên Tổ kia, nét mặt cô ấy vô cùng nặng nề, dù người trước mặt không phải bản thể, nhưng khí thế của ông ta lại áp đảo tất cả mọi người xung quanh. 10 phần thần tính.
Đây mới thật sự là cường giả 10 phần thần tính viên mãn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, cô ấy đã biết mình không thể nào chống lại được. Cường giả đẳng cấp này đã đạt tới một cấp bậc khác rồi. Nét mặt thần kỳ phức tạp. Cô ấy chỉ cách 10 phần thần tính nửa bước, nhưng nửa bước này lại cách nhau một trời một vực. Nhị Nha ở cách đó không xa đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguyên Tố, trong mắt cô bé lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô bé đang định ra tay một lần nữa thì thời không ở cách đó không xa đột nhiên khẽ run lên, sau đó Diệp Quân chậm rãi bước ra, hắn mặc áo choàng màu đen, tóc dài buông xõa, sợi tóc hơi bạc, so với trước đó, Diệp Quân lúc này có vẻ từng trải hơn. Thần kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quân, cảnh giới thần đạo. Diệp Quân lúc này đã đạt đến cảnh giới thần đạo rồi. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó hỏi, không sao chứ? Diệp Quân khẽ mỉm cười, không sao. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Tổ phía xa, mà lúc này, Nguyên Tổ kia cũng đang nhìn hắn. Nguyên Tổ quan sát Diệp Quân một lúc rồi lắc đầu, con kiến. Con kiến. Giọng điệu rất bình tĩnh, còn có hơi khinh thường. Nguyên Tổ nhìn xung quanh, ông ta có thể nhìn được rất xa, một lúc lâu sau đó, ông ta thu hồi tầm mắt, lắc đầu, ban đầu ta còn thấy hơi chờ mong. Không ngờ người của vũ trụ này lại yếu như thế, đúng là nhàm chán. Lúc này, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, ông nội ơi. Oanh! Thời không bên cạnh Diệp Quân nứt ra, một người đàn ông mặc trường bào màu xanh chậm rãi bước tới. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía người đàn ông áo xanh. Sau khi người đàn ông áo xanh xuất hiện, Nguyên Tổ nhìn thoáng qua ông ta, sau đó nói, không phải vẫn còn một người phụ nữ váy trắng à? Gọi một lượt đi, tránh để ta phải xử lý từng người một, lãng phí thời gian. Diệp Quân lắc đầu, một mình ông nội ta đã. Oanh! Thời không bên cạnh Diệp Quân chợt nứt ra, sau đó, một người phụ nữ váy trắng xuất hiện. Một bộ váy trắng, tóc dài buông xõa, tao nhã xinh đẹp. Thấy người phụ nữ váy trắng xuất hiện, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, vì hắn không gọi bà ấy nên không ngờ bà ấy sẽ xuất hiện. Thần kỳ ở bên cạnh tò mò quan sát người đàn ông áo xanh và người phụ nữ váy trắng vừa xuất hiện, trong mắt cô ấy tràn đầy sự nghi ngờ, vì cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được hai người. Hai người này đứng trước mặt cô ấy, nhưng lại như không tồn tại. Dần dần, sắc mặt thần kỳ trở nên nặng nề. Nhị Nha nhìn người phụ nữ váy trắng, cô bé liếm kẹo hồ lô rồi ôm Tiểu Bạch đi đến gần người đàn ông áo xanh. Sau khi người phụ nữ váy trắng xuất hiện, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân cười nói, cô. Cô gái váy trắng gật đầu, đang định lên tiếng thì Nguyên Tổ ở phía xa chợt cất lời, hai người xông lên cùng một lúc đi. Xông lên cùng một lúc. Diệp Quân. Nguyên Tổ chắp hai tay sau lưng, nét mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động. Ông ta cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của hai người trước mặt, ông ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thèm quan tâm. Tự tin. Ông ta có sự tự tin của thực lực này. Cao thủ 10 phần thần tính không thể nói là vô địch, nhưng chắc chắn có thể tung hoành trong vũ trụ rộng lớn, hơn nữa thực lực của ông ta còn vượt xa cao thủ 10 phần thần tính bình thường. Ha ha! Người đàn ông áo xanh đột nhiên cười to. Nguyên Tổ nhìn về phía ông ấy, giơ tay phẩy vạt áo, buồn cười lắm à? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, trông ta không giống cao thủ à? Nguyên Tổ nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh, có độc khai nhất đạo không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu. Nguyên Tổ lại nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, còn cô thì sao? Người phụ nữ cũng lắc đầu. Nguyên Tổ cười khẽ, vậy các người có khác gì hai kẻ vô dụng không? Diệp Quân. Người đàn ông áo xanh cười to, đang định cất lời thì người phụ nữ váy trắng đột nhiên chắp ngón tay lại đè xuống. Oanh! Nguyên Tổ còn chưa kịp phản ứng đã lập tức quỳ xuống. Im lặng như đã chết. Quỳ xuống. Đầu óc mọi người trống rỗng. Nguyên Tổ tỏ vẻ khó tin, đây là. Thần kỳ kia nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, hai tay vô thức nắm chặt lại, vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Lúc này, sắc mặt Minh Quân kia đã vô cùng khó coi rồi. Ông ta biết ông ta đã đánh giá thấp người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh. Lúc này, ông ta đang muốn nuốt sống Triệu Thành Chủ kia. Minh Quân vội vàng bước tới, ông ta chắp tay nói với người phụ nữ váy trắng, các hạ, chúng ta có thể thương lượng không?
Người phụ nữ lắc đầu, không muốn thương lượng. Minh Quân híp mắt, các hạ thực lực hơn người, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, còn nền văn minh xâm lâm chúng ta thì có mấy trăm nghìn người, nếu hai bên thật sự quyết chiến thì đều sẽ thiệt hại nặng nề. Đông người chính là lợi thế hiện tại của nền văn minh xâm lâm. Người phụ nữ váy trắng đột nhiên vẫy tay với Diệp Quân, đến đây. Diệp Quân vội đi tới bên cạnh người phụ nữ váy trắng, bà ấy nhìn hắn, có sợ trong lòng có thần không? Diệp Quân lắc đầu, không sợ, vì cô đã là thần trong lòng con rồi. Người phụ nữ váy trắng hơi nhếch môi, bà ấy chợt vung tay áo, trong nháy mắt có mấy trăm nghìn cái đầu rơi xuống, mấy trăm nghìn cột máu bắn thẳng lên bầu trời, vô cùng nguy nga. Minh Quân. Diệp Quân thay đổi sắc mặt, trong lòng có sóng gió cuộn trào. Kiến. Ở trước mặt cô, toàn bộ nền văn minh xâm lâm thật sự chỉ là kiến. Chỉ cần vẫy tay là có thể tiêu diệt. Lúc này, dù là những cao thủ chín phần thần tính cũng không có khả năng đánh trả. Lúc nhìn thấy cảnh này, thần kỳ kia như bị điện giật, hoàn toàn sững sờ. Mấy trăm nghìn cao thủ cứ thế bị giết chết trong nháy mắt. Thật sự quá điên cuồng. Sắc mặt Minh Quân u ám. Đông người. Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, một cảm giác sợ hãi lan ra khắp toàn thân. Nguyên tổ bị trấn áp phải quỳ xuống kia nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng với vẻ khó tin, cô đã độc khai nhất đạo rồi. Người phụ nữ váy trắng nhìn nguyên tổ, độc khai nhất đạo, không phải cũng chỉ là rác rưởi à? Diệp Quân. Nguyên tổ. Diệp Quân đột nhiên nhắc nhở, cô, ông ta không phải bản thể. Nguyên tổ. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, đơn giản. Dứt lời, bà ấy chắp ngón tay lại. Một tia kiếm quang bay vào giữa chân mày của nguyên tổ. Con người nguyên tổ co lại, như cảm nhận được điều gì, sắc mặt ông ta thoáng chốc thay đổi, cô giết chết bản thể của ta, cô, thủy tổ cứu ta. Oanh! Một khí thế bí ẩn lập tức xuất hiện xung quanh mà không hề báo trước. Lúc này, đạo cổ thụ chợt xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, đạo cổ thụ nhìn chằm chằm về phía sâu trong tinh không bằng ánh mắt lạnh lùng, ông ta đến rồi. Diệp Quân nói, Việt Cổ Thị đã phản bội cô lúc trước à? Đạo Cổ Thụ gật đầu. Diệp Quân im lặng. Việt Cổ Thị, người sáng lập ra nền văn minh xâm lâm. Lúc này, thời không phía xa chợt nứt ra, sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng, khí chất hơn người. Khi nhìn thấy Việt Cổ Thị, nguyên tổ kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi. Việt Cổ Thị nhìn về phía đạo cổ thụ, ông ta mỉm cười nói, đạo cổ, lại gặp nhau rồi. Đạo cổ thụ nhìn chằm chằm Việt Cổ Thị, không nói một lời, nhưng sát khí trong mắt lại như biến thành thực thể. Việt Cổ Thị cười khẽ, sau đó nhìn người phụ nữ váy trắng ở bên cạnh, đạo hữu nói độc khai nhất đạo chỉ là rác rưởi à. Tại hạ vô dụng, còn độc khai nhất đạo, xin các hạ chỉ bảo. Dứt lời, ông ta chợt mở tay phải. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại. Oanh! Toàn bộ vũ trụ tinh không bắt đầu sụp đổ và ngưng tụ với tốc độ rất nhanh. Sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi, lúc này, hắn lại cảm nhận được hơi thở tử vong. Sắc mặt của thần kỳ cũng thay đổi. Độc khai nhất đạo. Chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của cô ấy. Lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay ra. Xoẹt! Việt Cổ Thị lập tức bị cố định tại chỗ. Vũ trụ tinh không bình thường trở lại. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lại đánh bại trong nháy mắt. Hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói với Việt Cổ Thị, độc khai nhất đạo thật sự rất rác rưởi. Mọi người. Minh Quân đã sụi lơ dưới đất, lúc này ông ta vô cùng tuyệt vọng. Ông ta biết nền văn minh xâm lâm thật sự toi đời rồi. Hoàn toàn toi đời rồi. Thực lực của người phụ nữ váy trắng trước mặt đã vượt khỏi nền văn minh cấp 3, nền văn minh xâm lâm hoàn toàn không thể chống lại được. Như nghĩ đến điều gì, Minh Quân đột nhiên quay đầu nhìn một cái góc ở bên phải bằng đôi mắt đỏ thẫm, gào thét như dã thú, Triệu Thành Chủ. Triệu Thành Chủ. Sau đó, ông ta xông về phía Triệu Thành Chủ như phát điên. Triệu Thành Chủ ở trong góc cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Mạnh như thế sao? Khi thấy Minh Quân lao đến, Triệu Thành Chủ xoay người bỏ chạy. Trong mắt Việt Cổ Thị ở cách đó không xa cũng tràn đầy sự mơ hồ, sao có thể?
Đạo cổ thụ chậm quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng đang đứng trên không trung như đang nhìn quái vật. Lúc trước cô ấy đã biết thực lực của người phụ nữ này không tầm thường, nhưng cô ấy không ngờ bà ấy lại mạnh đến như thế. Độc khai nhất đạo cũng chỉ là kiến trước mặt cô ấy. Việt cổ thị đột nhiên nở nụ cười, nói với giọng điệu châm chọc, thì ra mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Vốn cứ tưởng người ta giả vờ, không ngờ người ta lợi hại thật. Độc khai nhất đạo cũng tựa như kiến. Lúc này, Việt cổ thị mới hiểu mình ngu dốt đến mức nào. Đợi đã. Lúc này, người đàn ông áo xanh bên cạnh chợt cất lời, cứ đợi đã. Mọi người nhìn về phía người đàn ông áo xanh, người đàn ông nhìn Việt cổ thị, ta còn chưa ra oai, à không phải, còn chưa đánh nhau mà. Dứt lời, ông ấy vung tay áo, Việt cổ thị lập tức bị một sức mạnh bao phủ, trong nháy mắt Việt cổ thị đã trở lại bình thường. Người đàn ông áo xanh cười nói, nào, mau ra tay đi, chúng ta đánh một trận. Mọi người. Việt cổ thị nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh, các hạ nói vậy là có ý gì? Người đàn ông áo xanh cười đáp, không có ý gì cả, chỉ muốn đánh một trận với ngươi thôi, ngươi mau ra tay đi. Việt cổ thị nhíu mày. Người đàn ông áo xanh lại nói, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một triệu thì hôm nay chúng ta sẽ tha cho ngươi. Nghe thấy thế, Việt cổ thị híp mắt, trong mắt ông ta lóe lên sát khí, đang sỉ nhục ông ta à? Việt cổ thị mở lòng bàn tay, một tia sáng đen xuất hiện, sau đó, những khí thế đáng sợ lan ra khắp xung quanh tựa như thủy triều. Nhưng lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên rút kiếm. Xoẹt! Một tia kiếm quang thoáng chốc đâm xuyên qua Việt cổ thị, khiến ông ta không thể cử động. Mọi người! Việt cổ thị! Người đàn ông áo xanh lắc đầu, yếu, ngươi thật sự quá yếu, còn không lợi hại bằng cháu ta ấy chứ. Diệp Quân! Đạo cổ thụ và thần kỳ nhìn người đàn ông áo xanh, lúc này họ mới phát hiện ông ấy cũng rất mạnh. Không ngờ nền văn minh quan huyên này lại có hai cao thủ đáng sợ như thế. Đúng là lợi hại. Thấy ánh mắt kinh ngạc của mấy người nhóm Dạ Chí Thần, người đàn ông áo xanh cười to, mọi người không cần phải kinh ngạc, đây chỉ là những động tác cơ bản thôi. Mọi người. Nhị Nha nhìn người đàn ông áo xanh đang cười to, sau đó nói, Dương ca bây giờ huênh hoang quá. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cười to. Việt cổ thị chợt cất lời, hai vị có thể tha cho tại hạ một con đường sống không? Người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân lắc đầu. Thấy thế, Việt cổ thị đột nhiên cười khẽ, trong tay ông ta xuất hiện một cái la bàn, trong la bàn chợt bộc phát một chùm sáng chói mắt, chùm sáng này thoáng chốc bay vào nơi sâu trong vũ trụ tinh hà, toàn bộ vũ trụ đều được chiếu sáng. Lúc này, đạo cổ thụ ở cách đó không xa chợt nói với vẻ sợ hãi, mau ngăn ông ta lại, ông ta đang gửi tọa độ vũ trụ ra bên ngoài, nhanh lên. Lúc này, Việt cổ thị đột nhiên cười to, không còn kịp nữa rồi. Dứt lời, ông ta nhìn về phía người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh, trở nên cực kỳ điên cuồng, các người hủy diệt nền văn minh xâm lâm của ta, ta cũng muốn hủy diệt nền văn minh quan huyên của các người, chờ đợi sự hủy diệt của nền văn minh thiên hành đi. Ha ha! Dứt lời, thân thể ông ta biến thành cho bụi. Nền văn minh thiên hành. Sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám, hắn không ngờ Việt cổ thị lại gửi tọa độ của vũ trụ này ra ngoài. Hành động này tương đương với việc tiết lộ vũ trụ quan huyên với toàn vũ trụ. Nền văn minh thiên hành. Đó là nền văn minh cấp 5. Năm đó chỉ dùng một đốm lửa thiên hành đã có thể hủy diệt được cả nền văn minh đạo cổ. Nền văn minh xâm lâm đã đáng sợ như vậy nhưng vẫn chỉ là nền văn minh cấp 3, thử nghĩ mà xem, nền văn minh vũ trụ cấp 5 đáng sợ đến mức nào. Diệp Quân không thể tưởng tượng được. Sắc mặt của đạo cổ thụ bên cạnh trắng bệch, run giọng nói, thôi xong rồi. Nền văn minh thiên hành. Năm đó nền văn minh đạo cổ còn chẳng thể gặp được người ta, cứ thế mà bị hủy diệt. Nếu để nền văn minh thiên hành biết vị trí của nền văn minh quan huyên. Nghĩ đến đây, đạo cổ thụ quay sang nhìn người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh, thấy hai người vẫn rất bình tĩnh, cô ấy cảm thấy hơi khó hiểu hỏi, hai vị không biết về nền văn minh thiên hành sao? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, không biết. Đạo cổ thụ nhíu mày, mặt đầy vẻ ngờ vực và khó hiểu, không phải chứ? Người đàn ông áo xanh bật cười, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, ông nội đi đây. Dứt lời,
ông ấy nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch ở một bên, Nhị Nha nói, ta ở lại đây giúp cho cháu trai. Tiểu Bạch cũng gật đầu tỏ ý muốn ở lại, nó vẫn muốn ở đây. Người đàn ông áo xanh cười nói, cháu trai ta rất đơn thuần, không thể bị hai người làm hư được, đi thôi. Dứt lời, ông ấy vung tay lên, ép buộc dẫn Nhị Nha và Tiểu Bạch đi. Nhị Nha và Tiểu Bạch thấy ông nội mình đi rồi, Diệp Quân quay sang nhìn người phụ nữ váy trắng bên cạnh, cô cũng phải đi sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu. Diệp Quân cười nói thật thì con rất bất ngờ, không nghĩ cô cũng đến. Người phụ nữ váy trắng nhìn tóc Diệp Quân, sau đó nói, thần tính. Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, tin vào bản thân. Diệp Quân cười nói, vâng ạ. Ngay lúc này, người phụ nữ váy trắng như cảm nhận được gì, bà ấy bỗng ngẩng đầu lên nhìn phía xa tinh không. Từng nguồn năng lượng bí ẩn cuồn cuộn lao đến từ tận cuối tinh không đó. Lúc này đạo cổ thụ ở một bên bỗng run giọng nói, đến rồi. Họ đã phát hiện ra nền văn minh vũ trụ Quan Huyên. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tận sâu tinh không vũ trụ, hắn mơ hồ nhìn thấy một ngọn lửa ở tận cuối tầm nhìn. Lửa thiên hành. Mặt đạo cổ thụ trắng bệch, cả người run rẩy như thể nhìn thấy ma. Từng cảnh tượng trước đó bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cô ấy như thủy triều. Năm đó chính ngọn lửa này đã hủy diệt cả nền văn minh đạo cổ. Mà bây giờ ngọn lửa này lại xuất hiện. Diệp Quân nhìn ngọn lửa đó, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Ngọn lửa không lớn, nhỏ như một hạt bụi trong toàn bộ vũ trụ tinh không, thế nhưng sau khi ngọn lửa này xuất hiện, tất cả mọi người trong nền văn minh vũ trụ Quan Huyên đều bị bao phủ trong một luồng khí tức đáng sợ. Khí tức chết chóc. Tất cả sinh vật đều cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Quân nhìn ngọn lửa đó, bỗng cảm thấy mờ mịt vì hắn phát hiện hắn chẳng bằng một con kiến khi đứng trước ngọn lửa này. Phản kháng ư? Không có sức lực phản kháng. Cả nền văn minh vũ trụ đều cực kỳ nhỏ bé. Dù là cường giả 10 phần thần tính cũng nhỏ bé khi đứng trước ngọn lửa này. Áp chế nền văn minh. Bị đánh tả tơi. Chỉ có tuyệt vọng. Chỉ có cái chết. Lúc này Diệp Quân mới nhận ra mình nhỏ bé thế nào, dù bây giờ hắn là cường giả 10 phần thần tính, độc khai nhất đạo cũng không thể ngăn được ngọn lửa này. Cứ tưởng dù không ở đỉnh cao nhưng cũng đã ở giữa sườn núi, nhưng giờ xem ra hắn còn chẳng lên được chân núi. Đúng là cực kỳ yếu. Diệp Quân chưa từng cảm thấy mình yếu ớt như lúc này. Ngay lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng giơ một ngón tay ra, sau đó điểm nhẹ vào không trung. Không gian nơi ngón tay chạm vào dập dờn như sóng nước. Tận sâu trong tinh không, ngọn lửa thiên hành đó bỗng dừng lại, thoáng chốc đã xuất hiện trên đầu ngón tay người phụ nữ váy trắng, nó run rẩy không thôi, cực kỳ sợ hãi. Thấy thế, đạo cổ thụ tròn xoe hai mắt như thể nhìn thấy quỷ, đầu óc trống rỗng. Người phụ nữ váy trắng xoay người, bà ấy đưa lửa thiên hành đó cho Diệp Quân, tặng cho con. Diệp Quân sửng sốt. Người phụ nữ váy trắng đặt ngọn lửa bầu trời vào lòng bàn tay của Diệp Quân, sau đó dịu dàng nói, con người cảm thấy sợ không phải là chuyện xấu, vì cảm giác sợ hãi có thể khiến con nhận ra được bản thân nhưng cũng không nên quá coi thường bản thân, hướng về tương lai, làm tốt hiện tại. Dứt lời, cả người bà ấy dần trở nên mờ ảo. Diệp Quân nhìn lửa thiên hành trong tay, lặng im không nói. Một ngọn lửa có thể dễ dàng hủy diệt nền văn minh cấp 3. Thậm chí là nền văn minh cấp 4. Thế nhưng lúc này lại ngoan ngoãn như mèo ở trước mặt cô váy trắng. Dự tính mới. Diệp Quân bỗng mỉm cười. Mục tiêu của mình là cô váy trắng, ông nội và cha, nếu mình bị nền văn minh cấp 5 dọa sợ thì còn nói cái gì mà vượt qua các tiền bối chứ. Phải biết rằng, một nền văn minh cấp 5 cũng nhỏ bé như kiến trước mặt cô váy trắng thôi. Nhập thần thì dễ. Phá thần mới khó. Có tâm phá thần lại càng khó. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, hắn hiểu ý của cô váy trắng, mặc dù hiện giờ không thể phá được thần nhưng nhất định phải có tâm phá thần. Lúc này người phụ nữ váy trắng đã hoàn toàn biến mất. Đạo cổ thụ ở một bên nhìn lửa thiên hành trong tay Diệp Quân, lặng thinh không nói gì. Từ lúc bắt đầu đến giờ người phụ nữ váy trắng cứ cho cô ấy cảm nhận được những nhận thức mới. Vốn tưởng người phụ nữ váy trắng là cường giả 10 phần thần tính nhưng bà ấy có thể giết chết cường giả 10 phần thần tính trong tích tắc, khi cô ấy nghĩ người phụ nữ váy trắng là độc khai nhất đạo,
người phụ nữ váy trắng lại giết chết cường giả độc khai nhất đạo trong chốc lát. Lúc này bà ấy lại có thể thu phục được lửa thiên hành đó. Đáng sợ nhất là lửa thiên hành không thể phản kháng lại. Nói cách khác, bà ấy không chỉ mạnh hơn lửa thiên hành một chút. Thần Kỳ nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, vẻ mặt hơi phức tạp. Cô ấy không ngờ hai kiếm tu đằng sau Diệp Quân lại mạnh đến mức này. Đồng thời cô ấy cũng cảm thấy may mắn, nếu chọn đứng về phía nền văn minh xâm lâm thì bây giờ cô ấy chắc cũng đã biến mất rồi. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhìn Minh Quân quay về ở cách đó không xa, ta luôn thắc mắc tại sao nền văn minh xâm lâm các ông lại quay lại. Nghe Diệp Quân nói thế, Minh Quân im lặng một lúc lâu mới nói, vì một nền văn minh khác. Diệp Quân nhíu mày, một nền văn minh khác ư? Minh Quân gật đầu, lúc đầu nền văn minh xâm lâm bọn ta gặp phải một nền văn minh vũ trụ khác trong vũ trụ đạo cổ, bọn ta đã đánh với đối phương nhưng thực lực của bọn ta không bằng chúng, nên bọn ta chỉ có thể lựa chọn rời khỏi vũ trụ đó. Diệp Quân khẽ nói, thì ra là thế. Thần Kỳ bỗng cảm thấy hơi tò mò, các ông đã gặp nền văn minh nào? Minh Quân trầm giọng nói, nền văn minh Tu La, một nền văn minh cực kỳ hiếu chiến, mặc dù chúng cũng là nền văn minh vũ trụ cấp 3 nhưng thực lực lại hơn bọn ta rất nhiều. Diệp Quân quay sang nhìn đạo cổ thụ lắc đầu, chưa từng nghe đến. Thần Kỳ nói thế là các ông quay về để lánh nạn. Sắc mặt Minh Quân cực kỳ khó coi. Đúng thật là họ quay về để lánh nạn. Chỉ là không ngờ ở đây còn có người đáng sợ hơn. Phải nói rằng, lúc này ông ta thật sự bị nghẹn uất. Nền văn minh xâm lâm cứ thế biến mất. Nghĩ đến đây, Minh Quân thầm thở dài, vẻ mặt hết sức bi thương. Diệp Quân bỗng nói, nền văn minh Tu La biết nơi này không? Minh Quân do dự, sau đó nói, trước đó thì chắc là không biết, nhưng bây giờ. Diệp Quân sầm mặt. Vừa nãy, Việt Cổ Thị đã gửi thẳng tọa độ nơi này đến vũ trụ bên ngoài, bây giờ chắc hẳn đã có nhiều nền văn minh vũ trụ biết đến nền văn minh vũ trụ Quan Huyên. Lúc này đạo cổ thụ bỗng nói, người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn ngọn lửa trong tay, lúc này hắn không cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào, ngọn lửa thiên hành này cứ như một ngọn lửa bình thường. Phải nghiên cứu. Diệp Quân nói, thần kỳ cô nương. Nơi này giao lại cho cô xử lý. Dứt lời, hắn quay lại trong tiểu tháp. Thần Kỳ cảm thấy vui mừng, như vậy là Diệp Quân đang muốn trọng dụng cô ấy. Thần Kỳ quay sang nhìn Minh Quân, rừng sâu thần hư còn có người của nền văn minh xâm lâm không? Minh Quân lắc đầu, không còn nữa, đều chết cả rồi. Thần Kỳ khẽ gật đầu, mặc dù mọi người đã chết nhưng những thứ của nền văn minh xâm lâm vẫn còn ở đó. Ông hãy thu dọn chúng rồi đưa cho ta, kể cả tất cả các thần vật và công nghệ đổi mới của các ông, ta muốn mọi thứ. Minh Quân. Thần Kỳ nhìn Minh Quân, có vấn đề gì sao? Minh Quân lắc đầu, không có. Thần Kỳ khẽ gật đầu, ông đi đi. Dĩ nhiên cô ấy không lo Minh Quân sẽ bỏ chạy, vì nếu đối phương muốn chạy thì sẽ không chủ động quay lại. Nền văn minh vũ trụ Quan Huyên này còn có thể thu phục được lửa thiên hành của nền văn minh thiên hành, điều này có nghĩa là gì? Tức là thực lực của hai kiếm tu đó rất có thể đã đạt đến trình độ của nền văn minh vũ trụ cấp 5. Đây là một cây cột cực kỳ lớn. Minh Quân gật đầu, sau đó xoay người đi. Đúng như thần kỳ nghĩ, ông ta không có ý định bỏ trốn, sở dĩ ông ta quay lại là vì có một dự tính mới. Còn nền văn minh xâm lâm, chỉ cần có đủ lợi ích. Ông ta có thể trở thành người của nền văn minh Quan Huyên bất cứ lúc nào. Sau khi Minh Quân đi, Thần Kỳ quay đầu sang nhìn đạo cổ thụ nãy giờ không lên tiếng, có cảm nghĩ gì không? Đạo cổ thụ im lặng một hồi rồi nói, lợi hại thật. Thần Kỳ bật cười, đúng thế. Đạo cổ thụ khẽ lắc đầu, không ngờ nơi này lại có người lợi hại đến thế. Thần Kỳ ngẩng đầu nhìn tận sâu trong tinh không khẽ nói. Bây giờ vị trí của vũ trụ Quan Huyên đã bị tiết lộ trong các nền văn minh vũ trụ khác, hơn nữa nền văn minh thiên hành chắc sẽ không dừng lại như thế này. Đạo cổ thụ quay đầu nhìn Thần Kỳ, làm ơn, ngươi nên lo lắng cho những nền văn minh vũ trụ đó chứ không phải là nền văn minh vũ trụ Quan Huyên. Người phụ nữ đó chắc chắn có thể chém giết trong vũ trụ vô tận này, được chứ? Thần Kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.